Tôi muốn gia nhập Thanh Huyền Phong. Sư phụ, xin nhận đệ tử một lại. Phù Giao, tuyệt đối không thể. Tông chủ, tâm ý con đã quyết. Đứa trẻ này, con không phải thương hại Lục Huyền chứ? Anh ấy không đáng thương hại. Con à, nếu con gia nhập Thanh Huyền Phong, con sẽ lãng phí tài năng của mình. Lục Huyền chỉ là một người ở cấp luyện khí, con không bằng một đệ tử ngoại môn. Con bái anh ta làm sư phụ là hoàn toàn vô lý. Trên người con có quá nhiều bí mật, nếu gia nhập dưới trướng các vị thánh nhân khác, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Tu vi của Lục Huyền thấp, anh ấy không thể quản được con. Con chỉ cần một nơi yên tĩnh để tu luyện là được. Chúc mừng chủ nhân thu phục dưỡng nữ để làm đệ tử. Đang kích hoạt hệ thống thu đệ tử vô địch. Dự kiến thời gian một canh giờ. Đậu xanh, cơ Phù Giao lại là nữ đế chuyển thế. Lần này thắng lớn rồi. Ha 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 ha. Lục Huyền, Phù Giao còn nhỏ tuổi, không hiểu được. Lợi hại, nó muốn bái ngươi làm sư phụ. Nhưng ngươi có thể từ chối mà. Tôi không thể từ chối, tôi phải nhận cơ Phù Giao làm đệ tử. Tông chủ, các vị phong chủ, tâm ý con đã quyết. Sư phụ, chúng ta về Thanh Huyền Phong thôi. Được. Khoan đã, Lục phong chủ, hôm nay dù thế nào, Phù Giao cũng không thể bái ngươi làm sư phụ. Nó phải bái ta làm sư phụ. Lục Huyền, Phù Giao là thiên tài tuyệt thế ngàn năm có một của bản tông. Tương lai nó sẽ trở thành nền tảng vạn năm của bản tông. Đây không phải trò đùa. Ngươi không biết thực lực của mình sao? Làm sao dạy tốt Phù Giao được? Tông chủ, ai nói tôi không dạy được? Đã như vậy, ta cũng không làm khó người nữa. Dám không dám đánh cược một tháng sau thi đấu nội môn. Nếu Phù Giao không thể đạt hạng nhất, thì ngươi không còn là sư phụ của Phù Giao nữa. Phù Giao sẽ gia nhập phong khác. Đừng đồng ý, những đệ tử chân truyền đó đều trên cảnh giới huyền hoàng. Con chỉ là đại huyền vương, trong một tháng con không có nắm chắc tuyệt đối đạt hạng nhất. Được, trong một tháng, tôi sẽ để Phù Giao áp đảo tất cả thế hệ trẻ của Đại Đạo Tông. Rất tốt, Lục phong chủ. Vì ngươi tự tin như vậy, ta sẽ tăng thêm một chút khó khăn cho ngươi. Thế nào, tôi không sao cả. Trong một tháng này, Phù Giao chỉ được sử dụng tài nguyên tu luyện của Thanh Tuyền Phong, không được sử dụng tài nguyên tu luyện khác của Đại Đạo Tông. Được, đệ tử, ta rất tự tin, còn con? Con hơi hối hận rồi. Rõ ràng đây là cái bẫy của tông chủ. Lục Huyền này lại ngốc nghếch mà nhận lời. Thật sự làm con tức chết mất. Ha 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 ha. Phù Giao, theo ta về Thanh Huyền Phong thôi. Cười chết mất, cơ Phù Giao tuy là thiên tài, nhưng ta thấy đầu óc có vẻ không được tốt lắm. Lại chọn một kẻ vô dụng làm sư phụ. Ngươi nói gì? Hấp thụ, cơn giận của Giao vốn đã đến cực điểm, không thể phát hiện. Bây giờ trực tiếp mất kiểm soát, lập tức trên người bùng phát ra một luồng thần lực mất kiểm soát. Sức mạnh cuồng bạo lan truyền, áp lực khủng khiếp như mây như biển. Trực tiếp đổ xuống đệ tử áo xám. Cơ Phù Giao, trước mặt mọi người, ngươi muốn giết hại đồng môn sao? Ngươi nói nhiều quá, ngươi cũng quỳ xuống đi. Cơ Phù Giao, ngươi phải nhớ, bây giờ ngươi vẫn chưa phải đệ tử chính thức của Đại Đạo Tông. Hôm nay tông chủ có mặt ở đây, sao dám phóng túng như vậy? Vậy thì các ngươi đều quỳ xuống đi. Phù Giao, thôi được rồi, chuyện này cứ để qua đi. Một tháng này, con tạm thời theo Lục Huyền tu luyện đi. Chúng ta tạm thời không can thiệp, con có hài lòng không? Còn một chuyện nữa, con cứ nói đi. Tông chủ, con không thích sau này có người vô lễ. Con và sư phụ con xin lỗi Phù Giao và Lục phong chủ. Từ nay về sau không ai được vô lễ nữa. Lục phong chủ và Phù Giao, mấy vị phải. Lục phong chủ, xin lỗi. Tôi sai rồi, xin lỗi. Tôi sẽ không như vậy nữa. Sư phụ, chúng ta về thôi. Phù Giao, đừng quên đến Đại Đạo Điện lăng nhận phần thưởng khảo hạch và làm thủ tục nhập môn. Vâng, tông chủ. Vừa rồi sao ngươi lại đồng ý? Tông chủ, ngài tự tin về tôi như vậy sao? Không phải ta tự tin về mình. Tin ta đi, trong một tháng, ta sẽ giúp con trở thành người đứng đầu thế hệ trẻ Đại Đạo Tông. Nhìn vẻ mặt tự tin của Lục Huyền, cơ Phù Giao không biết nói gì, đảo mắt nhìn Lục Huyền một cái. Một tháng này, con biết phải tu luyện thế nào, nhưng con cũng hy vọng ngươi có thể nghĩ cách nâng cao tu vi của mình một chút, sư phụ. Sao vậy? Đệ tử lại dạy dỗ ta rồi. Làm như ta mới là đệ tử vậy. Không được đâu. Sư phụ, con đi Đại Đạo Điện nhận phần thưởng khảo hạch, làm thủ tục nhập môn đây. Hy vọng ngươi có thể bắt đầu tu luyện. Được rồi. Hệ thống thu đệ tử vô địch đã tải xong. Chủ nhân có thể nhận gấp đôi tu vi và cảm ngộ của đệ tử. Đệ tử tu luyện tương đương ta tu luyện, đệ tử cảm ngộ tương đương ta cảm ngộ, mà lại nhận được gấp đôi. Vậy ta chẳng phải có thể nằm im rồi sao? Hey hey. Xem bảng thông tin của cơ Phù Giao. Đại đệ tử cơ Phù Giao. Cảnh giới, đại huyền vương trung kỳ. Thể chất, phần thiên thánh thể. Cảm ngộ, đạo linh hỏa. Các đạo cơ khác bị tổn thương. Thần hồn bị tổn thương. Bắt đầu từ bây giờ, nhận gấp đôi tu vi và cảm ngộ của cơ Phù Giao. Cùng với một luồng linh năng vô cùng tinh khiết tràn vào tứ chi bách hài của Lục Huyền, như thủy triều đập vào đan điền của hắn. Tu vi của Lục Huyền không ngừng tăng vọt, cuối cùng tu vi của Lục Huyền ổn định ở cảnh giới huyền hoàng. Thật là nghịch thiên quá. Bây giờ chỉ có một đệ tử là cơ Phù Giao, sau này nếu thu nhận hàng ngàn hàng vạn đệ tử, chẳng phải sẽ bay vọt lên sao? Tên chủ nhân, Lục Huyền, cảnh giới huyền hoàng cảnh sơ kỳ, bất kỳ ai cũng không thể dò xét cảnh giới của chủ nhân, trừ khi chủ nhân chủ động thể hiện. Đệ tử, Phù Giao nữ đế, cảm ngộ, đạo linh hỏa.
Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thu đệ tử, nhận được gói quà lớn thu đệ tử, có muốn mở không? Mở. Chúc mừng chủ nhân nhận được trải nghiệm đại đế một sao trong 3 canh giờ, chỉ cần vận chuyển linh lực sẽ bước vào cảnh giới đế một sao, kéo dài 3 canh giờ. Chúc mừng chủ nhân nhận được một viên thiên giới đạo cơ đan chính đạo đơn vân, uống vào có thể lập tức bổ sung thương tổn của đạo cơ. Chúc mừng chủ nhân nhận được nửa con thịt giao long, hỏa của cảnh giới huyền tôn. Thịt giao long chứa đựng lượng lớn sức mạnh linh hỏa, đối với người tu luyện hệ hỏa là bổ dưỡng lớn, có thể nâng cao tu vi. Đây đều là những thứ tốt. Ha 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 ha. Đến giờ ăn rồi, chuẩn bị nấu cơm. Đúng lúc không biết hôm nay ăn gì, là món thịt giao long kho tàu đi, nếm thử xem vị gì. Lão Mục, lát nữa khi phủ giao đến làm thủ tục nhập môn, phần thưởng khảo hạch nhập môn tạm giữ lại. Kỳ thi nội môn một tháng sau, không chỉ không để cơ phủ giao đứng nhất, còn phải đẩy cô ấy ra khỏi top 10. Hôm nay cơ phủ giao dễ dàng áp chế một trưởng lão ngoại môn. Có vẻ cô ấy vẫn giữ lại thực lực trong khảo hạch nhập môn. Tôi nghĩ, chúng ta cần bồi dưỡng thêm cho các đệ tử chân truyền khác. Nhất định phải bồi dưỡng thêm. Cơ phù giao là thiên tài như vậy, không thể để chôn vùi trong tay Lục Huyền. Tông chủ, khi có thời gian hãy tìm Lục Huyền nói chuyện thẳng thắn. Nếu anh ta chịu buông tay thì tốt quá. Được, lão Mục. Vậy tôi xin cáo từ. Phù giao, tông chủ đã dặn dò tôi rồi. Chỉ có lệnh bài thân phận, con có thể nhỏ một giọt máu tươi để nhận chủ nó. Lệnh bài này sẽ ghi lại điểm quang tuyến, đồng thời cũng là dấu hiệu nhận dạng của con ở Đại Đạo Tông. Trưởng lão, phần thưởng khảo hạch nhập môn của con đâu? Tông chủ đã dặn dò riêng. Vì cuộc đánh cược của Lục Phong chủ, nên giọt máu giao long này sẽ được trao cho con sau một tháng. Tông chủ chắc chắn là cố ý. Đáng ghét, đều tại Lục Huyền. Này, Lục Huyền, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta, làm ta mất tài nguyên tu luyện một tháng, cả máu giao long cũng bị giữ lại. Ủa, Lục Huyền lại đang nấu ăn. Người tu luyện không phải nên tuyệt thực sao? Sao lại ăn uống như người phàm vậy? Đây là thịt giao long phải không? Ngươi lấy ở đâu vậy? Ồ, ta biết nó từ đâu đến rồi. Ta còn chưa nói mà, sao ngươi lại biết? Ngươi làm thế, sức mạnh trong thịt giao long sẽ bị mất hết. Hừ, thật là phí phạm của trời. Vậy ngươi biết nấu ăn không? Ta không biết, nhưng ta biết cách không làm nó mất đi. Không lâu sau, hai người bắt đầu ăn uống ngon lành, ăn đến mỡ chảy quanh miệng. Cơ phủ giao vừa ăn, vừa luyện hóa sức mạnh linh hỏa trong thịt giao long. Lục Huyền đã nằm trên ghế dài thành thơi tắm nắng, kích hoạt nhiệm vụ nuôi dưỡng đệ tử. Trong 3 ngày giúp cơ phủ giao bước vào cảnh giới huyền hoàng, đạo linh hỏa đại thành, phần thưởng nhiệm vụ sẽ phát theo mức độ hoàn thành. 3 ngày tiến vào cảnh giới huyền hoàng, thời gian này hơi gấp, nhưng không sao, dù phải ép cũng phải ép cho nó tiến lên. Đệ tử, rửa bát đĩa đi, nhờ nấu cơm mỗi ngày nhé. Ta đường đường là một nữ đế, chưa từng bị ai sai khiến như vậy, thật coi ta là đệ tử rồi. À phải rồi đệ tử, viên đan dược này con cầm lấy mà ăn. Đây 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 là đan dược thiên giai. Đạo cơ đan còn là chín đạo vân. Trời ơi sư phụ, đây là đạo cơ đan cực phẩm, quá quý giá rồi. Có gì quý giá đâu, ta có nhiều thứ tốt lắm. Cầm lấy đi, con đi rửa bát trước đi. Hừ, 3 ngày, nhưng chỉ nấu cơm 3 ngày thôi. Rửa bát 3 ngày. Phù giao à, bây giờ con ở cảnh giới đại huyền vương, nhưng những đệ tử chân truyền kia đều ở cảnh giới huyền tông. Từ nay con không thể lơ là, từ ngày mai trở đi, nhất định phải tranh thủ thời gian tu luyện. Nhìn Lục Huyền, trong mắt cơ phù giao hiện lên vẻ phức tạp, rồi vội vàng trở về phòng mình, bắt đầu tu luyện. Viên đạo cơ đan này không chỉ đang sửa chữa đạo cơ của ta, mà còn đang cải thiện cơ thể ta. Giá trị của viên đạo cơ đan này quý giá hơn ta tưởng tượng, nên sư phụ rẻ tiền này cũng không tệ. Đại đệ tử cơ phù giao của chủ nhân bắt đầu đồng bộ hóa tu luyện, bắt đầu đồng bộ hóa tỷ lệ tu vi, cảm ngộ đạo linh hỏa. Đã vào trung kỳ huyền hoàng rồi, đạo linh hỏa cũng đại viên mãn rồi, thật là sướng quá. Ha 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 ha. Đại đệ tử cơ phù giao, cảnh giới đại huyền vương hậu kỳ đại viên mãn, thể chất phần thiên thánh thể, cảm ngộ đạo linh hỏa, đạo cơ đã được bổ sung đầy đủ. Nó chăm chỉ quá, đợi đến khi phần thưởng hệ thống phát xuống sau 3 ngày, nhất định phải thưởng nó thật tốt. Có phải ta hoa mắt không? Cơ phù giao đang rửa nồi rửa bát, bảo bối rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lục Huyền, ngươi giải thích cho ta. Tông chủ, ta phải giải thích gì? Ngươi, sao có thể để phù giao làm việc rửa bát rửa nồi chứ? Ngươi đang phí phạm tài năng của phù giao đấy. Ta vốn tưởng ngươi sẽ chỉ dạy phù giao thế nào, ít nhất cũng đưa tài nguyên tu luyện của sư phụ ngươi cho phù giao, không ngờ ngươi lại bắt cơ phù giao làm những việc vặt này. Tông chủ xin đừng trách mắng, sư phụ, con tự nguyện mà. Hả?
Phù Giao, con nói làm những việc này là tự nguyện sao? Đừng nói với ta là con cũng bắt đầu ăn cơm như Lục Huyền nhé. Đúng vậy, con có ăn mà. Tông chủ, thực ra đây cũng là một cách tu luyện. Ta cần một lời giải thích. Tông chủ yên tâm, Phù Giao biết mình đang làm gì. Nhìn bộ dạng cơ Phù Giao, hoàn toàn không giống bị ép buộc. Chẳng lẽ nấu cơm rửa bát thật sự có thể tu luyện? Tông chủ, lần này ngài đến có chuyện gì không? Lục Huyền à, sư tôn Thanh Huyền thánh nhân của ngươi đã làm rất nhiều cống hiến cho Đại Đạo Tông. Sau khi ông ấy qua đời, Đại Đạo Tông ta tất nhiên sẽ không để đệ tử của ông ấy thất vọng. Lục Huyền, ngươi có biết, nếu lần này ngươi không thu nhận được đệ tử, ta thực ra đã sắp xếp đường lui cho ngươi rồi. Ồ, vậy sao? Vốn nếu ngươi bị đuổi khỏi Đại Đạo Tông, ta sẽ bảo trưởng lão sắp xếp ngươi đến vương triều Đại Huyền phàm tục, để làm một hoàng đế thế tục. Ngươi sẽ vinh hoa phú quý cả đời, hậu cung mỹ nữ 3.000 người, cũng coi như hưởng thụ lạc thú trần gian. À ha 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 ha. Thế thì tốt quá. Thôi, tháng này cứ để ngươi làm bậy đi. Đừng để Phù Giao đi đường vòng thêm một tháng nữa, để nó hiểu tầm quan trọng của một sư phụ giỏi. Lão Mục, cơ Phù Giao lại đang nấu cơm rửa bát ở Thanh Tuyền Phong. Tên Lục Huyền này thật quá đáng. Nhưng xem ra Phù Giao lại là tự nguyện. Lại có chuyện này sao? Điều này thật là kỳ lạ. Ta cũng không biết tại sao cơ Phù Giao lại tôn trọng Lục Huyền như vậy. Người nghĩ có khả năng Lục Huyền luôn giấu giếm bản thân không? Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Nói cũng phải, Lục Huyền biết cái gì mà dạy đệ tử chứ? Thôi được, ta đã dò xét thấy cơ Phù Giao hiện đã là Đại Huyền Vương hậu kỳ, đại viên mãn rồi. Con bé này có bí mật. Nhưng Đại Đạo Tông ta chưa bao giờ sợ cái gọi là bí mật. Giờ Phù Giao đã là thành viên của Đại Đạo Tông ta. Nhưng bí mật này Đại Đạo Tông ta không những không dò xét, mà còn sẽ giữ kín cho nó. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng đệ tử. Phần thưởng đã phát, xin tự nhận lấy. Ha ha ha. Bây giờ có thể nhận đệ tử thứ hai chưa? Chưa kích hoạt nhiệm vụ thu đệ tử. Đồ hệ thống chó má, ta thật sự phục ngươi rồi, đồ già 62 tuổi. Đệ tử ơi, mau đến bát của sư phụ đây. Đệ tử ngoan, lại đây với sư phụ một chút, cho con xem thứ hay này. Sư phụ tặng con một bộ công pháp, rất phù hợp với con. Sư phụ, con đã có công pháp tu luyện rồi, con cứ xem thử đã. Phần thiên quyết, công pháp địa giai 6 sao. Đây đây đây, đúng là làm riêng cho con. Con mới bái sư 3 ngày, sao sư phụ lại tặng con công pháp mạnh như vậy? Ha ha ha. Yên tâm, từ nay con cứ tu luyện phần thiên quyết đi. Con biết cách tu luyện chứ, sư phụ không dạy con đâu. Sư phụ, nếu con có khó khăn khi tu luyện, con có thể hỏi thầy không? Đương nhiên là được. Dị tượng thiên địa này tạo ra sức mạnh quá khủng khiếp. Các người có tạo nghệ linh hỏa rất sâu, có nhìn ra điều gì không? Phù Giao tuổi còn trẻ, đã chạm đến một chút đạo vũ sĩ, thiên phú như vậy, cũng có tư chất chuẩn đế. Nhìn dị tượng thiên địa hôm nay, Phù Giao chắc chắn đã giấu nghề khi khảo hạch nhập tông. Ta cuối cùng đã hiểu tại sao cơ Phù Giao lại bái Lục Huyền làm sư phụ. Trên người nó có lẽ có một số bí mật. Nó sợ bị chúng ta phát hiện. Đứa trẻ này dù có tư chất chuẩn đế, với nền tảng của Đại Đạo Tông ta cũng không coi là gì. Về bí mật trên người Phù Giao, lão tổ trong khảo hạch nhập tông đã dò xét rồi. Nó không có vấn đề gì. Huống chi giờ nó đã là đệ tử Đại Đạo Tông ta, đã thề với thiên đạo, sẽ không phản bội tông môn. Đúng vậy, trong Đại Đạo Tông ta có rất nhiều đệ tử từ thế lực và thân phận khác nhau. Nếu cứ tính toán từng người, đã không có cơ nghiệp mấy kỷ nguyên của Đại Đạo Tông ta rồi. Bí mật trên người Phù Giao, các ngươi tuyệt đối không được chủ động dò xét. Ta nói cho ngươi biết, Phù Giao tâm tư tỉ mỉ, muốn tìm nơi yên tĩnh, có thể hiểu được. Nhưng Lục Huyền nhất định phải thu Phù Giao làm đệ tử. Giải thích thế nào đây? Hoàn toàn không hiểu nổi hắn. Lục Huyền biết dạy cái gì chứ? Sau kỳ thi nội môn, vẫn nên để Phù Giao rời khỏi Lục Huyền đi. Lục Huyền tàn tật xấu, lười biếng ham ăn, ta sợ ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này của Phù Giao. Đúng vậy, như câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, Phù Giao ở bên Lục Huyền ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Huyền Hoàng cảnh hậu kỳ rồi, không hổ danh công pháp địa giai 6 sao. Tiếp theo phải đến Hoa Uyên bí cảnh, rèn luyện thần hồn còn khiếm khuyết. Sư phụ đang làm gì nhỉ? Hơi nhớ thầy rồi. Trước khi đến Hoa Uyên bí cảnh, đi nấu cơm cho sư phụ trước vậy. Mấy ngày nay tu vi tăng không ít, nhưng tốc độ tu luyện quá nhanh. Đừng quên củng cố nền tảng tu vi nhé. Từ sư phụ, con sẽ đến Hoa Uyên bí cảnh để củng cố tu vi, rèn luyện thần hồn, cảm ngộ sức mạnh linh hỏa. Tốt, Hoa Uyên bí cảnh của Đại Đạo Tông ta có thể nói là được tạo ra riêng cho con. Sư phụ, xin lỗi, mấy ngày nay con tu luyện quên mất, nấu cơm không thành vấn đề. Ăn uống tất nhiên rất quan trọng, nhưng tu luyện của con cũng quan trọng.
Hê hê, sư phụ đúng là tham ăn. Lại xếp ăn uống ngang hàng với tu luyện. Sư phụ, vậy con đi nấu cơm đây. Ăn xong với thầy con sẽ đi Hoa Uyên bí cảnh. Mấy ngày tới thầy phải tự nấu ăn rồi. Được, đi đi. Đó là Cơ Phủ Giao. Không ngờ Cơ Phủ Giao lại đến Hoa Uyên bí cảnh. Trời ơi, Cơ Phủ Giao đã bước vào huyền hoàng cảnh hậu kỳ. Trước đây không phải mới đại huyền vương sao? Tốc độ tu luyện này còn nhanh hơn cả đệ tử chân truyền hạng nhất của ta. Tên Lục Huyền chết tiệt, không phải cho Cơ Phủ Giao ăn đan dược để tăng tu vi chứ? Phủ Giao, theo quy tắc của Hoa Uyên bí cảnh, một khi tạo kỷ lục mới hoặc phá vỡ kỷ lục, ý chí trong Hoa Uyên bí cảnh sẽ ban xuống một đợt tẩy lễ rèn luyện linh hỏa. Sự rèn luyện này rất có lợi cho thân thể, thân hồn và nền tảng tu vi của con. Cảm ơn tông chủ đã nhắc nhở, hôm nay con đến đây chính là để phá kỷ lục. Cơ Phủ Giao trong một ngày giết số lượng hỏa thú vượt qua 15.349 con, tạo kỷ lục mới, nhận được 4 đợt tẩy lễ rèn luyện linh hỏa, không hổ danh là yêu nghiệt gây cộng hưởng với Đại Đạo Tông. Thành tích này ngay cả trong lịch sử Đại Đạo Tông ta cũng xếp hàng đầu. Theo tiến độ này, Phủ Giao rất có thể sẽ đột phá huyền tông cảnh trong Hoa Uyên. Ôi, một tháng từ đại huyền vương cảnh lên huyền tông cảnh, tốc độ tu luyện này quá kinh khủng. Không được, ta phải đi hỏi Lục Huyền. Có phải cho Cơ Phủ Giao ăn đan dược không? Nếu không sao tốc độ tu luyện lại nhanh thế được. Hỏi thử đi, nếu Lục Huyền cố tình tăng tu vi, chúng ta cũng phải có kế sách ứng phó trước. Lục Huyền, ngươi có biết đệ tử của ngươi đã làm gì trong Hoa Uyên bí cảnh không? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Ừ, không đúng, không bị thương, mà tu vi và cảm ngộ đều đang tăng liên tục. Cơ Phủ Giao trong Hoa Uyên bí cảnh đã phá vỡ 2 kỷ lục huyền hoàng cảnh. Thế không phải rất tốt sao? Tốt cái con khỉ, đó là do ngươi dạy ra à? Có liên quan gì đến ngươi chứ? Tốc độ tu luyện của Phủ Giao nhanh như vậy, ngươi có cho nó ăn đan dược không? Đúng vậy, có vấn đề gì không? Quả nhiên là dùng đan dược để tăng tu vi. Tên Lục Huyền chết tiệt, thật muốn đánh hắn một trận. Chẳng biết gì cả, đây không phải là hại người ta sao? Tông chủ, đến giờ ăn rồi, có muốn cùng ăn không? Phủ Giao trước khi đi đã chuẩn bị cơm cho nhiều ngày. Ta phải nhịn, nhiều nhất nửa tháng nữa thôi. Tông chủ, sắc mặt ngài sao lại tệ thế? Ừ. Tông chủ sao vậy? Không phải mấy ngày này đến tháng chứ? Sao sắc mặt lại khó coi như vừa ăn phải phân vậy? Thật là kỳ lạ. Lão Mục, quả nhiên là vậy. Lục Huyền đã cho Phủ Giao ăn đan dược, nên tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Xem ra chúng ta cần lập một số kế hoạch tu luyện để giúp Phủ Giao củng cố tu vi. Chỉ dựa vào Hoa Uyên bí cảnh, Phủ Giao tự mình vùng vẫy là không đủ. Nền tảng tu luyện là gốc rễ, nhất định phải đặt vững, tuyệt đối không thể khuất phục. Sau khi kỳ thi nội môn kết thúc, người hãy đích thân dạy dỗ Phủ Giao đi. Vâng, lão mục. Phủ Giao giết chết huyền tông cấm hỏa thú, tạo kỷ lục mới ở huyền hoàng cảnh, nhận 7 đợt tẩy lễ rèn luyện linh hỏa. Cơ Phủ Giao tạo nghệ linh hỏa vượt huyền hoàng cảnh, nhận 4 đợt tẩy lễ rèn luyện linh hỏa. Trời ơi, nó định nghịch thiên sao? Lại phá kỷ lục nữa rồi. Một mình độc chiếm tất cả kỷ lục huyền hoàng cảnh, còn tạo ra mấy kỷ lục mới nữa. Ta cảm nhận có kẻ đang tàn sát tộc hỏa thú của ta ở phía đông. Không ngờ lại là một kẻ huyền hoàng cảnh. Muốn vào tầng 2, phải đánh bại ta. Ngươi không phải đối thủ của ta, xin hãy tránh đường. Đồ nhóc con này, chỉ là một kẻ huyền hoàng cảnh mười mấy tuổi. Ta đã trấn giữ nơi này hàng ngàn năm, chưa từng thấy đệ tử nào cuồng vọng như ngươi. Vậy sao? Vậy cứ coi ta cuồng vọng đi, chỉ có thể nói lời tạm biệt với ngươi thôi. Không thể nào, đây là phong cách kết nối gì vậy? Hàng ngàn năm qua, đệ tử huyền hoàng cảnh đầu tiên có thể giết chết trấn quan hỏa thú. Giờ tu vi chắc đã bước vào huyền tông cảnh sơ kỳ rồi. Trời phù hộ Đại Đạo Tông ta, một yêu nghiệt kinh diễm tuyệt luân như vậy, tông môn ta nhất định phải bảo vệ cho nó hoàn toàn vươn lên. Còn 3 ngày nữa là kỳ thi nội môn, cuối cùng Phủ Giao cũng có thể rời khỏi tên sư phụ vô dụng đó rồi. Thiên phú của Cơ Phủ Giao quá mạnh, ngay cả dưới tay tên sư phụ vô dụng Lục Huyền vẫn có thể kinh diễm như vậy. Kỳ thi nội môn 3 ngày sau, đó là sân khấu của Cơ Phủ Giao và các đệ tử chân truyền. Chúng ta chỉ có thể làm nền thôi. Đang đồng bộ tu vi của đại đệ tử Cơ Phủ Giao của chủ nhân và cảm ngộ linh hỏa. Chúc mừng chủ nhân tu vi trực tiếp bước vào huyền tông cảnh hậu kỳ. Giọng của hệ thống này nghe thật là tuyệt vời. Ừ, sư phụ, con đã về. Ủa, còn 2 ngày nữa mới thi nội môn, sao lại về sớm vậy? Con gặp một số trở ngại, 2 ngày không đủ, nên về trước. Linh Hỏa biết chứ? Thôi sư phụ, không nói chuyện đó nữa, con nấu cơm cho thầy nhé. Được, nhưng nấu ăn thì đừng cứng nhắc như bình thường, nên tự nhiên một chút.
tự nhiên một chút. Đúng vậy, phải làm được thu phóng tự như, tùy tâm mà động, tùy ý mà hành, linh hỏa biết chứ, nên người hòa hợp nhất, chứ không phải người đi khống chế linh hỏa. Sư phụ, vừa rồi cảm ơn thầy, nếu không có thầy chỉ điểm, con cũng không thể đột ngộ. Ừ, ta khi nào chỉ điểm vậy? Thế mà cũng đột ngộ được. Thôi ta cứ ít nói để giả cao thủ vậy. 3.000 năm rồi, ta, Phù Giao nữ đế, đã trở lại. Kiếp trước khi Phù Giao Hoàng Triều gặp đại nạn, cơ Phù Giao đã chia ba lực lượng mạnh của Hoàng Triều, giúp họ bảo toàn được phần lớn tinh nhuệ, thoát khỏi thảm họa đó. Giờ nàng cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bắt đầu liên lạc với cựu bộ, khởi động con đường báo thù. Nữ đế bệ hạ, có phải người không? Đúng là ta. Cung nghênh nữ đế bệ hạ trở về. Cung nghênh nữ đế bệ hạ trở về. Nữ đế bệ hạ, người vẫn khỏe chứ? 3.000 năm rồi, ta cuối cùng cũng chuyển sinh thành công. Ta đã tự tu luyện 16 năm. Hiện giờ ta đã gia nhập Đại Đạo Tông, bước vào cảnh giới Huyền Tông. 16 tuổi đã là Huyền Tông cảnh. Đây là tu luyện gì vậy? Quả nhiên không hổ danh là nữ đế bệ hạ. Nữ đế bệ hạ, thân thể người, chúng ta có thể làm gì cho người không? Các người không cần lo lắng, ta sẽ giải quyết những chuyện này. Ít ngày nữa, ta sẽ liên lạc với các người. Các người hãy liên lạc với hai thế lực còn lại trước. Tuân lệnh. Nữ đế bệ hạ, thần. Ừ. Vương Mãn, Thanh Yên, những năm qua các người vất vả rồi. Nữ đế bệ hạ, chúng thần ở nơi sâu nhất của dãy núi Hắc Nham. Nếu người giáng lâm dãy núi Hắc Nham, chúng thần sẽ đón tiếp người trước. Bệ hạ, thần lập tức đi liên lạc với hai thế lực còn lại, xem tình hình của họ hiện giờ thế nào. Tốt, kiếp này ta có niềm tin đạt tới đỉnh cao đế cảnh. Lời hứa của ta vẫn như 3.000 năm trước. Đợi ta trở về, ta sẽ tái tạo vinh quang Phù Giao Hoàng Triều, vươn lên từ Nam Hoang, trở thành thế lực bá chủ hàng đầu. Tái tạo vinh quang Phù Giao Hoàng Triều, chúng thần nguyện vì nữ đế bệ hạ xông pha lửa đạn, không từ nan bất cứ điều gì. Đợi ta trở về, ngoài Long Vệ chúng ta ra, hai thế lực còn lại, chúng ta đã ngàn năm không liên lạc, không biết tình hình họ thế nào. Ngươi lo lắng sau 3.000 năm, những người này sẽ phản bội nữ đế bệ hạ sao? Dù sao cũng đã 3.000 năm rồi, hơn nữa kẻ thù của chúng ta quá mạnh mẽ. Dám phản bội nữ đế bệ hạ, đừng trách ta Vương Mãn tàn nhẫn. Phương Ngôn sư huynh đã xuất quan. Sư huynh, cơ Phù Giao sư muội đã phá kỷ lục của huynh ở tầng 1 Hỏa Uyên. Ta cũng lâu rồi chưa vào Hỏa Uyên bí cảnh. Hôm nay ta sẽ áp chế tu vi xuống Huyền Hoàng cảnh. Bước vào Hỏa Uyên bí cảnh, thách đấu trấn quan hỏa thú tầng 1. Sư huynh, trước đây kỷ lục giết hỏa thú của huynh ở tầng 1 Hỏa Uyên đã bị cơ Phù Giao phá vỡ, hơn nữa cơ Phù Giao đã một đòn giết chết trấn quan hỏa thú. Cơ Phù Giao sư muội, thú vị đấy. Đại Đạo Tông ta lại xuất hiện một yêu nghiệt. Hôm nay ta sẽ áp chế cảnh giới xuống Huyền Hoàng cảnh, đi phá kỷ lục của cơ Phù Giao sư muội. Liều Tiên sư tỷ đã xuất quan. Ta nghe nói thời gian gần đây có một sư muội thiên tài tuyệt thế tên cơ Phù Giao đã nhập môn, tiếc là không bái nhập Phiêu Diêu Phong của ta. Đúng vậy, cô ấy mới nhập môn chưa đầy một tháng nhưng đã phá vô số kỷ lục. Vậy ta cũng phải đến Hỏa Uyên bí cảnh xem thử, phá một vài kỷ lục. Trong chốc lát, Đại Đạo Tông náo động, các đệ tử chân truyền hàng đầu lần lượt xuất quan, đều muốn bước vào tầng 1 Hỏa Uyên bí cảnh. Ai nấy đều hăng hái như được tiêm doping. Cơ Phù Giao đã khơi dậy tinh thần chiến đấu của các đệ tử chân truyền này. Xem ra kỳ thi nội môn lần này sẽ vô cùng gay cấn. Có nhiều yêu nghiệt xuất quan như vậy, lần này Phù Giao e rằng khó lọt vào top 20. Cuộc đánh cược với Lục Huyền, chúng ta chắc chắn thắng rồi. Lục Huyền cũng coi như đã qua cơn nghiện làm sư phụ. Tên Lục Huyền này hai tai không nghe chuyện bên ngoài, chắc chẳng biết gì đâu. Đúng vậy, Lục Huyền làm sư phụ thật khó mà nói nên lời. Lục Huyền, tin vui này. Tông chủ, có tin vui gì vậy? Phù Giao đã phá vỡ nhiều kỷ lục ở Hỏa Uyên bí cảnh, giờ đây khiến nhiều đệ tử chân truyền hàng đầu của Lăng Phong xuất quan đều muốn đi phá kỷ lục. Cái này tính là tin tốt cái gì chứ? Chắc chắn không có gì hay ho đâu. Lần này, những đệ tử chân truyền hàng đầu này cũng sẽ tham gia kỳ thi nội môn, nên Phù Giao e rằng không thể vào được top 20. Phù Giao chắc chắn là nhất phải không? Ha 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 ha. Cười gì mà xấu xa thế, đợi khi tông môn khinh thường sau, xem còn cười hề hề được không? Sư phụ, con nhất định sẽ đạt nhất kỳ thi nội môn, tuyệt đối không để thấy thất vọng. Tốt lắm, sư phụ tin tưởng con vô cùng. Thời gian qua cảm ơn sư phụ nhiều. Thực ra ta cũng chẳng làm gì, sư phụ vẫn luôn khiêm tốn. Chưa kể đến công pháp và đan dược, những chỉ điểm vô tình, con đều đã được lợi rất nhiều. Trên người sư phụ, có quá nhiều thứ con cần phải học hỏi. Ừ, con bé này lại đang tưởng tượng gì vậy? Nghỉ ngơi cho tốt, lấy lại tinh thần, ngày mai cho họ một bất ngờ lớn. Trước mắt là một đám lão lục tinh. Tuy nhiên, ta tuyên bố kỳ thi nội môn chính thức bắt đầu. Phù Giao sư muội, xin chỉ giáo. Sư huynh xin mời.
Kết thúc rồi sao? Tên này không phải đến để ăn vạ chứ? Lục Huyền này vẫn chưa đến à? Chiều cũ rồi, nhân vật chính chẳng phải thích xuất hiện hoành tráng cuối cùng sao? FG Buddy, lâu rồi không gặp. FG Buddy cái đầu ngươi, nhanh lên, lề mề cái gì? Mọi người đang đợi ngươi đấy. Ha, đệ tử ngoan, không tệ không tệ. He he. Vòng 2. Lục Huyền, ngươi nghĩ Phủ Giao có thể chịu được mấy hơi thở? Chắc chắn là tên hề do Tề Thiên Đại Thánh phải đến. Còn mấy hơi thở gì nữa? Nói thế này nhé, Phù Giao và Liễu Huyền có thuật ảo giác rất mạnh. Ngay cả Lạc Lăng Không cũng phải nghiêm túc đối phó. Vậy thì chờ xem. Phù Giao sư muội, cẩn thận thuật ảo giác của ta. Ừ. Ồ. Sư muội, ta thua rồi. Sao có thể như vậy được? Lại là một đòn hạ gục. Phù Giao sư muội, với thiên phú như vậy đừng ở lại Thanh Huyền Phong nữa. Ở đó chỉ làm chôn vùi tài năng của cô thôi. Sư phụ tôi rất tốt, tôi sẽ không rời khỏi sư phụ đâu. Lục Huyền chỉ là kẻ vô dụng, có thể dạy được gì chứ? He he, nhìn gì nhìn, đây gọi là sức hấp dẫn. Hiểu chưa Lục Huyền? Cái cuộc đánh cược đó, đến lúc đừng có mà quỵt nha. Tông chủ cũng nhớ lấy câu này. Dưới sự chỉ dạy của ta, đệ tử ta biểu hiện tốt như vậy, hạng nhất đã nắm chắc rồi. Chết tiệt, bị hắn làm cho bất ngờ, thật tức chết đi được. Trong lúc hai người còn đang đấu khẩu, một trận đấu được chú ý sắp bắt đầu. Cơ Phủ giao đấu với Phương Ngôn. Biểu hiện của Cơ Phủ giao thực sự quá xuất sắc. Những người cô ấy đối đầu đều là yêu nghiệt thực sự. Nhưng hai trận đều thắng, toàn là một đòn hạ gục. Phương Ngôn sư huynh luyện thể đã đại thành. Ta đặt cược Cơ Phủ giao hoàn toàn không thể phá vỡ được phòng ngự của Phương Ngôn sư huynh. Sư muội, ta đã xem trận đấu của cô, người rất mạnh, ta sẽ ra tay hết sức. Nhưng nếu ngươi không đỡ được, ngươi phải nhận thua sớm. Câu này ta cũng nói lại với sư huynh. Ha 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 ha. Sư muội, không ngờ sức tấn công của ngươi mạnh đến vậy. Ta buộc phải tung ra bài tẩy của mình. Dưới Huyền Tôn cấm, không ai phá nổi. Nếu trong ba chiêu người không phá được phòng thủ của ta, thì hãy nhận thua đi. Thiên cục này. Nhanh đưa Phương Ngôn về luyện thể phòng chữa trị. Lúc này, Cơ Phủ Giao chắc chắn là nhân vật nổi bật nhất. Còn Lục Huyền vẻ mặt bình thản, như thể mọi chuyện đều nằm trong dự liệu. Thấy cảnh này, mọi người trong lòng nổi lên cơn giận khó hiểu. Nhưng cuộc thi vẫn chưa kết thúc, chưa biết ai thắng ai thua. Cơ Phủ Giao, ta đến chiến với sư muội đây. Ta chỉ ra một kiếm, nếu ngươi có thể đỡ được, xem như ta thua. Lăng Không độc kiếm. Phù Giao e rằng không thể chịu nổi một kiếm đó. Phù Giao, trận này ngươi nhận thua đi. Sư huynh cứ ra tay đi. Ừ. Chắc tiệt, tên này bình tĩnh vậy chẳng lẽ? Tại sao? Đạo kiếm tu, coi nhẹ sinh tử, không phục thì đánh. Kiếm quyết của ngươi sát khí rất mạnh, nhưng khi ngươi chém ra một kiếm này, lại không có quyết tâm sinh tử. Ha ha ha. Thì ra là vậy. Cảm ơn ngươi, ta hiểu rồi. Thấy cảnh này, hiện trường rơi vào im lặng. Mọi người đều đánh giá thấp Cơ Phủ Giao. Ai có thể ngờ, kỳ thi nội môn này lại trở thành sân khấu một người của Cơ Phủ Giao. Sư phụ, đệ tử không phụ lòng thầy. Tốt tốt, tiếp tục cố gắng. Tông chủ, công bố kết quả kỳ thi nội môn đi. Phủ Giao đạt hạng nhất, nhưng không liên quan nhiều đến người. Nói bậy, rõ ràng là do ta dạy tốt. Mẹ kiếp, toàn ăn với ngủ. Ngươi dạy cái gì chứ, hoàn toàn là thắng nằm. Nhanh công bố đi, ngươi không định quỳ chứ? Phù Giao, chúng ta khuyên ngươi đổi sư phụ đi. Thiên phú và thực lực tu luyện của ngươi chúng ta đều thấy rõ. Con đường tu luyện không phải chuyện một sớm một chiều, nên tiến từng bước, chứ không phải nuốt đan dược. Để đạt cảnh giới tiêu hao thiên phú của mình, Lục Huyền dùng cách này để ngươi đạt hạng nhất, chính là đang hại ngươi. Đây là vu khống trắng trợn. Ta còn chưa kịp yêu thương, sao có thể hại đệ tử quý của ta? Lục Huyền, Phong Trung, các ngươi có tư cách gì gọi Phù Giao là sư muội? Các ngươi không có tư cách đánh giá sư phụ ta. Bài kiến lão tổ. Phù Giao, lần này biểu hiện của ngươi vượt quá dự đoán của ta. Làm tốt lắm. Đa tạ lão tổ. Công bố kết quả khảo hạch nội môn đi. Nhưng cũng không ngại để Phù Giao theo Lục Huyền tu luyện. Cũng không phải không được. Ta tuyên bố kỳ thi nội môn kết thúc. Hạng nhất, Cơ Phù Giao, Thanh Huyền Phong. Hạng nhì, Lăng Không, Kiếm Phong. Hạng ba, Phù Giao. À, ngươi làm ta nhớ đến một người. Lão tổ ý người là sao? Đạo Linh Hỏa, Cơ Phủ Giao, cái tên này vào mấy ngàn năm, chưa có vẻ có liên quan đến một người. Vậy lão tổ nhìn ra điều gì? Phủ Giao à, con không cần lo lắng, đại đạo tông ta đứng vững ở Nam Hoang mấy kỷ nguyên. Nếu ngay cả đệ tử của mình cũng không bảo vệ được,
thì còn nói gì đến việc đứng vững. Con giờ đã là thành viên của Đại Đạo Tông ta. Ra khỏi Đại Đạo Tông, con có thể có thân phận riêng. Nhưng ở Đại Đạo Tông, con mãi mãi là đệ tử Đại Đạo Tông. Đa tạ lão tổ. Được rồi, chuyện này ta sẽ nhắc tông chủ. Ngày mai mời đệ tử đứng đầu kỳ thi nội môn, có thể đến Đại Đạo Điện nhận thưởng. Phù Giao, chúng ta về thôi. Vâng, sư phụ. Sư phụ, ngày mai con có thể phải nhận nhiệm vụ đi ra ngoài tông lịch luyện. Được, nhưng phải cẩn thận mọi việc. Sư phụ có lẽ đã đoán được, con có một số bí mật. Đợi đến lúc thích hợp, con sẽ nói cho thầy biết. Không sao, cứ làm theo kế hoạch của con. Nhưng trước khi đi, ta sẽ đi cùng con đến Đại Đạo Điện, đổi cho con một số bảo vật. Như vậy khi con rời khỏi tông môn cũng có sức tự vệ. Đa tạ sư phụ. Hôm sau cơ phủ giao nhận xong phần thưởng, lập tức trở về chỗ ở, bắt đầu liên lạc với Hoàng Triều. Nữ đế bệ hạ, hôm nay thần sẽ đến dãy núi Hắc Nham. Thần đã xem qua, cần vài ngày đường. Bệ hạ, chúng thần đã phái người tuần tra vùng ngoài dãy núi Hắc Nham. Nếu ngài truyền âm cho chúng thần ngay lập tức, chúng thần sẽ tiếp ứng. Còn nữa, nhà Diệp ở Thanh Thành, chúng thần đã liên lạc rồi. Nhưng họ có một yêu cầu, phải thấy lệnh bài Phù Giao và sự xuất hiện của ngài mới chịu lập thiên đạo thệ nguyện, tiếp tục trung thành với ngài. Thế lực khác ở Lâm Huy chưa có phản hồi, chúng thần đang đợi tin tức. Chúng thần sẽ đến đó để xử lý chuyện này. Tốt, ta biết rồi. Phù Giao, vì con sắp đi, chúng ta đến Đại Đạo Điện đổi vài thứ cho con nhé. Đa tạ sư phụ. Không, con muốn đổi vài thứ. Con muốn đổi gì? Ngự kiếm trung tự tìm. Xem này, Đại Đạo Kinh Quyển 1. Sư phụ không phải vì con mà đổi chứ? Con chắc chắn muốn đổi Đại Đạo Kinh Quyển 1 chứ? 8 triệu điểm cống hiến. Trừ luôn đi. Công pháp Đại Đạo Kinh này rất đặc biệt, chỉ một người có thể xem. Hơn nữa là công pháp hủy sau khi đọc, không thể truyền bừa. Công pháp này có ấn ký tiệm tiến, người tu luyện không thể truyền cho người khác. Được rồi Phù Giao, chúng ta về thôi. Lục Huyền, tu vi của ngươi đâu? Ta đã ẩn giấu rồi. Ngươi một kẻ luyện khí cơ, ẩn giấu tu vi có cái mẹ gì. Đi thôi, đi nhanh lên, cút đi. Đệ tử ngoan, nhận lấy đi. Nếu con lĩnh hội được huyền cơ của Đại Đạo Kinh, tương lai thành tựu không thể đo lường. Sư phụ, sao thầy lại tốt với con như vậy? Vì con là đệ tử của ta mà. Chỉ đơn giản vì con là đệ tử của thầy thôi sao? Kiếp trước nàng là nữ đế một phương của Phù Giao Hoàng Triều, chưa từng có cảm giác này. Kiếp này có người đối xử tốt với nàng như vậy. Trong phút chốc, khóe mắt nàng hơi ướt. Thực ra ra ngoài lịch luyện cũng tốt. Con cứ đi đi, đừng lo cho ta. Sư phụ, con đi trước nhé. Thầy hãy chăm sóc bản thân. Đi đi, đừng quên tu luyện nhé. Sư phụ yên tâm, con sẽ không bỏ bê tu luyện đâu. Trời già có mù mắt không vậy? Ăn. 7 năm rồi, cuộc đời ta chẳng lẽ đã kết thúc như vậy sao? Kích hoạt nhiệm vụ thu đệ tử, yêu cầu chủ nhân đến gia tộc Diệp ở Thanh Thành thu đệ tử. Nhiệm vụ giới hạn thời gian, trong vòng 1 tháng, thu thế tử Diệp Trần của gia tộc Diệp làm đệ tử thứ hai. Sau khi thu đệ tử sẽ phát phần thưởng hệ thống. Ha 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 ha. Đệ tử thứ hai cuối cùng cũng sắp đến rồi. Có thông tin gì về Diệp Trần không? Thế tử Diệp Trần của gia tộc Diệp ở Thanh Thành, 16 tuổi. 6 năm trước tu vi bị rớt xuống, trở thành luyện khí kỵ tầng 3. Khi Diệp Trần còn nhỏ, đã được lão tổ nhà Diệp và nhà Liễu trì hôn. Hôn thê của Diệp Trần là Liễu Như Yên. Đậu xanh, đây không phải khuôn mẫu nhân vật chính sao? Hê hê, Diệp Trần mau đến bát của sư phụ đây. Cô gái huyền tông cảnh này là cô gái đẹp nhất ta từng thấy. Lâu rồi chưa đụng vào phụ nữ. Hê hê, hê hê hê, tuyệt quá. Nhìn là biết không có nhiều kinh nghiệm giang hồ, đến Hắc Ám Sơn Mạch mà dám đi một mình thế này. Phía sau cô gái này không thấy có người bảo vệ. Hắc Nhất ra tay đi, tất cả ra đây đi. Cô nương này ở Hắc Nham Sơn Mạch thả chết trong bụng thú dữ còn hơn là thỏa mãn hai anh em chúng ta. Cô thấy thế nào? Cô yên tâm, với người đẹp như cô, chúng ta sẽ rất dịu dàng, sẽ không làm cô đau đâu. Cơ Phù Giao vẻ mặt ghê tởm, định lấy ra phù truyền thánh giai. Bỗng một luồng khí tức vô cùng khủng khiếp dâng lên. Dám nhòm ngó, nữ đế bệ hạ, tất cả đều phải chết. Vương Man, Thanh Yên, các người đến rồi. Bệ hạ, chúng ta về lãnh địa Hắc Nham Sơn Mạch trước đã. Được, về rồi nói tiếp. Những năm qua các người vất vả rồi. Bệ hạ, tóc mai có bạc cũng không sao. Người đã trở về, Phù Giao Hoàng Triều của chúng ta có thể quật khởi, hưng thịnh trở lại. Trong nháy mắt, đã chuyển thành nữ đế trở về. Chấp niệm của nàng cũng tan biến trong chốc lát. Đã về rồi, đều đã về rồi. Nữ đế bệ hạ,
Gia tộc Diệp ở Thanh Thành ngàn năm qua phát triển rất thất bại. Tiếc là tiềm lực của họ có hạn. Một số chuẩn đế và bán đế đã qua đời. Nhưng gia tộc Diệp hiện vẫn còn 3 vị chuẩn đế. Thế lực kia không biết tình hình thế nào. Thời gian qua chúng ta gửi triệu tập, nhưng không có phản hồi nào. Vậy hãy tiếp tục liên lạc với lão tổ gia tộc Diệp ở Thanh Thành. Họ muốn gặp trực tiếp người, mới chịu lập lời thề tiếp tục trung thành. Được, ta sẽ tu luyện ở Hắc Nham Sơn Mạch một thời gian, sau đó sẽ đích thân đến gia tộc Diệp ở Thanh Thành. Nữ đế bệ hạ, người sống ở Đại Đạo Tông thế nào? Đại Đạo Tông giống như lời đồn, siêu thoát khỏi tranh chấp Nam Hoang. Ta đã gặp một vị lão tổ rồi. Ông ấy có lẽ đã phát hiện ra chút manh mối, nhưng cũng đã nói rõ thái độ. Đại Đạo Tông không quan tâm đến thân phận đệ tử. Nữ đế bệ hạ, chúng ta vẫn cần từ từ hành động. Tuần Lộc Điện trong 3.000 năm qua phát triển quá nhanh. Họ đã khác xưa rồi. Các ngươi yên tâm, kiếp này chúng ta sẽ đi xa hơn. Bệ hạ, ngươi có được thêm cơ duyên gì ở Đại Đạo Tông không? Ta đã bái nhập Thanh Huyền Phong. Bệ hạ, vậy sư phụ của người là phong chủ Thanh Huyền Phong Lục Huyền. Thực lực của Lục Huyền thế nào? Có xứng làm sư phụ của bệ hạ không? Ta không nhìn thấu sư phụ của ta. Sau này gặp sư phụ Lục Huyền của ta như gặp ta, không được có chút vô lễ nào. Tuân lệnh, bệ hạ. Sư phụ Lục Huyền của ta khá thất điệu. Trong mắt người ngoài ông ấy là kẻ vô dụng, nhưng ông ấy không hề bận tâm. Một tháng trước, ta ở cảnh giới Đại Huyền Vương, nhưng tu luyện với Lục Huyền một tháng, ta đã bước vào cảnh giới Huyền Tông. Khi gặp ông ấy, các người nhất định không được thất lễ. Mọi người chưa từng thấy vẻ mặt kính sợ và tôn trọng của nữ đế, vô thức nghĩ rằng sư phụ của nữ đế bệ hạ là một cường giả siêu phàm, càng muốn được chiêm ngưỡng phong thái của vị đế sư này. Sau này sẽ có cơ hội thôi. Khách quý muốn ăn gì? Mì bò đặc biệt, nhớ đừng cho hành. Được rồi, các người có nghe nói không? Gia tộc Diệp sắp có chuyện lớn. Chuyện gì vậy? 7 ngày nữa là đại hội gia tộc Diệp. Con trai đại trưởng lão nhà Diệp là Diệp Lương Thần, đã thách đấu thế tử nhà Diệp là Diệp Trần. Thật sự có chuyện này sao? Diệp Trần vốn là thiên tài của Thanh Thành, 7 năm trước tu vi đột nhiên rớt xuống, đến giờ vẫn chưa hồi phục, vẫn luôn ở luyện khí cảnh tầng 3. Còn Diệp Lương Thần mấy năm nay đã vươn lên, tu vi đã là Đại Huyền Vương rồi, làm sao đánh được chứ? Đậu xanh, câu chuyện này của Nhiên vẫn là kịch bản quen thuộc. Có mùi rồi đây. Diệp Lương Thần muốn thách đấu Diệp Trần. Theo quy tắc của gia tộc Diệp, thế tử không thể tranh chiến. Sau khi thua, Diệp Trần sẽ không còn là thế tử nhà Diệp nữa. Nhưng chưa hết đâu. Hôn thê của Diệp Trần là Liễu Như Yên sẽ đến hủy hôn tại đại hội gia tộc sau khi thua. Thế mới đúng chứ. Không biết lúc đó Diệp Trần có nói câu đó không? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Cha, con vẫn còn thời gian, 7 ngày sau con sẽ thắng trong trận thách đấu với thế tử. Diệp Phong cũng đầy vẻ bất lực và rất đau lòng. Ông không muốn con trai mình phải gánh chịu áp lực lớn như vậy, đang do dự có nên nhắc đến chuyện Liễu Như Yên hủy hôn không. Dường như cảm nhận được cha muốn nói gì, Diệp Trần từ từ lên tiếng. Cha, Liễu Như Yên muốn hủy hôn, cứ để cô ấy hủy đi. 7 ngày sau tại đại hội gia tộc, Liễu gia sẽ dẫn Liễu Như Yên đến. Ha 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 ha. Tốt, rất tốt. Cha, nếu 7 ngày sau con thua trong trận thách đấu với thế tử, con sẽ rời khỏi gia tộc Diệp. Trần Nhi, sao lại thế? Con muốn ra ngoài trải nghiệm, tìm kiếm cơ duyên. Con không tin, Nam Hoàng rộng lớn thế này, lại không có ai có thể giải quyết được sức mạnh quái dị này. Để Diệp Trần ở cảnh giới luyện khí rời khỏi gia tộc Diệp, làm sao ông có thể yên tâm được? Nhưng ông hiểu tính cách con trai mình, nên chỉ đành miễn cưỡng đồng ý. Trần Nhi, dù thế nào, con vẫn là niềm tự hào của cha. Bao nhiêu năm nay, cha chưa từng nhắc đến mẹ con. Bây giờ cha sẽ nói cho con biết, mẹ con đến từ thế lực bá chủ Nam Hoang là gia tộc Diệu. Bà ấy là thánh nữ của gia tộc Diệu. Cái gì? Lão già này trước mắt, để trộm người, nhân lúc đêm tối gió lớn, lén lút trèo vào sân nhà người khác. Ta và Diệp Thành của Nhiên có duyên, biết ta đến, đã chuẩn bị cơm nước cho ta. Tốt lắm, tốt lắm. Ngươi là ai? Diệp Thần, ta là phong chủ của Đại Đạo Tông, muốn thu ngươi làm đệ tử. Ha ha ha, ngươi chắc là kẻ lừa đảo phải không? Hừ, Đại Đạo Tông là thế lực bá chủ nổi tiếng ở Nam Hoang, nói dối cũng phải đáng tin một chút chứ. Còn bảo là phong chủ nữa, thật là buồn cười. Ta cho ngươi 3 câu để giải thích, nếu ta không hài lòng, cường giả nhà Diệp ta có thể giáng lâm bất cứ lúc nào. Ồ, cậu bé tính khí không nhỏ đâu. Thực ra trong lòng rất mong đợi phải không? Đây là đại đạo lệnh, chẳng lẽ tiền bối thật sự đến từ Đại Đạo Tông? Chính xác không sai, ở vùng Nam Hoàng này, dường như chưa ai dám mạo danh Đại Đạo Tông ra ngoài lừa đảo cả. Tiền bối, e rằng ngài sẽ thất vọng. 7 năm trước, trên người tôi đột nhiên xuất hiện một loại lực lượng quái dị. Giờ tu vi đã rớt xuống, ngay cả lão tổ chuẩn đế của tôi cũng bó tay, làm sao có tư cách làm đệ tử của ngài? Thu đệ tử hoàn toàn dựa vào duyên phận. Ta cũng đang du ngoạn Nam Hoang, tình cờ đi qua Thanh Thành, nghe nói chuyện của ngươi. Ngươi và ta có duyên, nên ta mới thu ngươi làm đệ tử. Ngươi phải biết, hiện tại ngoài ngươi ra, ta chỉ mới thu một đệ tử. Thu đệ tử hoàn toàn dựa vào duyên phận, đúng là phong cách của bậc cao nhân. Hơn nữa chỉ mới thu một đệ tử, yêu cầu thu đệ tử của ông ta cao đến mức nào? Chẳng lẽ ông ấy là tiền bối? Chẳng lẽ ngài là cường giả địa cảnh thực sự?
ta không phải địa cảnh, nhưng đại địa là đệ tử của ta. Ngay cả đại địa cũng là đệ tử của ông ấy. Làm sao ông ấy không phải? Đế cảnh, diệt Trần, bái ta làm sư phụ đi. Đế cảnh chỉ là bước đầu thôi. Đại hội gia tộc 7 ngày sau, ngươi muốn để cả nhà họ Diệp thấy ngươi bị đánh bại sao? Ngươi có thể chấp nhận Liễu Như Yên giáng lâm, nhà họ Diệp dùng việc hủy hôn để sỉ nhục ngươi không? Bái ta làm sư phụ. Đại hội gia tộc 7 ngày sau, ngươi có thể dễ dàng đánh bại Diệp Lương Thần, nghiền nát Liễu Như Yên cũng không thành vấn đề. Đệ tử Diệp Trần, bái kiến sư phụ. Tốt lắm, đứng dậy đi. Từ nay ngươi là đệ tử thứ hai của ta. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thu đệ tử có hạn. Chúc mừng chủ nhân nhận được nhiều nền tảng tiềm ẩn. Chúc mừng chủ nhân nhận được gói quà thu đệ tử. Mời chủ nhân tự kiểm tra. Đại đạo khóa là cái gì vậy? Đại đạo khóa, đạo pháp tự nhiên, dùng lực lượng đại đạo phong ấn quỷ dị và lực lượng bất tường. Nhưng đại đạo khóa hiện tại chỉ là một tâm kết, chỉ có thể phong ấn một lượng nhỏ lực lượng quỷ dị và bất tường. Không tệ, phần thưởng thu đệ tử lần này rất hậu hĩnh. Diệp Trần, ngươi là đệ tử thứ hai của ta. Bây giờ ta sẽ tặng ngươi lễ vật bái sư. Đây là tẩy tùy đan, lát nữa ngươi uống vào, ta sẽ giúp ngươi tẩy tùy cải cốt, cải thiện thể chất. Cửu đạo đan vân, trời ơi sư phụ, đây là tẩy tùy đan cấp bậc gì vậy? Thiên cấp mà thôi, món đồ chơi nhỏ không đáng kể. Sư phụ, đây quá quý giá rồi, con không thể nhận được. Cùng lắm, đan dược ta cũng đã cho sư tỷ của con một viên, không thể thiên vị được. Nhưng mà sư phụ, nhận đi, thứ này sau này nhiều lắm. Cái này mà còn nhiều nữa sao? Sư phụ chẳng lẽ là nhân vật cấp lão tổ của đại đạo tông sao? Đây là món quà thứ hai ta tặng con, Ngưu Lệnh Yêu Hỏa. Đây chỉ là một hạt giống lửa trời đất, nó có thể cùng con trưởng thành, đến lúc đó ta sẽ giúp con thu phục nó. Đây chẳng lẽ là đế binh trong truyền thuyết? Đệ tử thứ hai của chủ nhân Diệp Trần, trong cơ thể tồn tại một đạo lực lượng quỷ dị, trong ngọc bội của hắn có một đạo tàn hồn chuẩn đế đang không ngừng đối kháng với lực lượng quỷ dị. Đạo tàn hồn đó luôn đấu tranh với lực lượng quỷ dị, nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ được Diệp Trần. Chỉ là 7 năm trước, nó đã có dấu hiệu suy yếu. Vì vậy 7 năm trước, tu vi của Diệp Trần bị ảnh hưởng bởi lực lượng quỷ dị, đột nhiên sụt giảm. Hóa ra trong 7 năm qua tu vi của Diệp Trần đột ngột sụt giảm. Thì ra là vậy. Đạo tàn hồn này có phải là người của gia tộc Diệp Thành Lãnh không? Sao ngươi biết được? Không nói cho ngươi, tự đoán đi. Đệ tử, chuẩn bị xong chưa? Ta sắp dùng linh khí này để hút lực lượng quỷ dị trong cơ thể con. Sư phụ, đây là thật sao? Đệ tử, lực lượng quỷ dị trong cơ thể con đã được loại bỏ rồi. Cái khóa này tên là đại đạo khóa, tặng cho con đó. Sư phụ, đây là địa binh sao? Địa binh một tâm, tặng được. Đại đạo khóa vừa hay khắc chế lực lượng quỷ dị và bất tường. Đây là địa binh đấy, cả nhà họ Diệp kể cả lão tổ cũng không có. Sư phụ lại cho con như vậy, nhận đi, nhưng đại đạo khóa uy lực quá mạnh, ta đã phong ấn nó cho con rồi. Theo sự tăng cường thực lực của con, đại đạo khóa sẽ dần dần giải trừ phong ấn. Cảm ơn sư phụ. Đệ tử, con làm gì vậy? Mau đứng lên. Sư phụ, xin nhận một lạy của đệ tử. Đối với con, người có ân tái tạo, con chưa từng nghĩ sẽ có ngày hồi phục. Đây đều là chuyện nhỏ, con đã là đệ tử của ta, làm sao sư phụ có thể bạc đãi con được? Ừ, xin làm phiền một chút. Đậu xanh, cái gì thế này? Tôi đoán hắn không mặc quần lót. Tôi đoán hắn có mặc. Không mặc, có mặc. Sư phụ, hay là chúng ta lật lên xem thì biết ngay thôi. Này này này, các ngươi phải tôn trọng một chút chứ. Chẳng lẽ không có chút đạo đức công cộng nào sao? Đừng lải nhải, ngươi là ai? Xấu xí không phải lỗi của ngươi, nhưng ra ngoài dọa người là sai rồi. Ta là trưởng lão Diệu Nhan của nhà họ Diệu. Nhà họ Diệu ư? Nghe nói mẹ hắn xuất thân từ nhà họ Liêu. Tiểu tử, ta có chuyện nhỏ phải nói với ngươi. Nhưng nói trước, đừng chửi bới nhé. Ngươi cứ nói đi. Ngươi thấy ta có phải loại người hẹp hòi đâu? Chửi bới là việc mà người có văn hóa như ta không làm được. Những năm qua tu vi ngươi sụt giảm có liên quan một chút đến ta. 7 năm trước ta đã bắt đầu hấp thu linh lực trong cơ thể ngươi, nên linh lực của ngươi không thể tăng lên được. Cái gì? Đậu xanh mày, ngươi gọi đây là chuyện nhỏ à? Đâu rồi? Thanh đao 10 mét của ta đâu? Ừ, bình tĩnh, nghe ta biện bạch đã. Không, nghe ta giải thích đã. Ta còn chưa nói xong mà. 7 năm rồi, ngươi biết ta đã trải qua những gì không? Ngươi biết ta đã chịu đựng những gì không? Tất cả đều vì ngươi. Ta biết ngươi rất bực bội, nhưng ngươi có thể nghe ta nói hết được không? Đệ tử, để hắn nói đi. Hừ. 16 năm trước, mẹ ngươi sinh ra ngươi. Theo quy định của nhà họ Diệu, mẹ ngươi phải chịu phạt. Ngươi bị coi là không nên tồn tại, bị các chi phái khác nhắm vào. Để ngươi sống sót, mẹ ngươi bảo ta đưa ngươi đi ẩn náu, đi tìm cha ngươi. Mẹ, nhà họ Diệu đáng chết. Chỉ là không ngờ tin tức này bị lộ, chúng ta bị phục kích. Kẻ địch ở nơi phải đi qua, bố trí một trận pháp thượng cổ. Chúng ta bị truyền tống vào hoang cổ cấm địa. Ở đó ngươi nhiễm phải một chút lực lượng quỷ dị. Để cứu ngươi, ta đốt cháy thân xác và thần hồn, mới đưa được ngươi ra khỏi hoang cổ cấm địa. Ta dùng hết chút công lực cuối cùng để áp chế lực lượng quỷ dị trong cơ thể ngươi. Khi đến được Thanh Thành nhà họ Diệp, ta đã kiệt sức. Sau khi giao ngươi cho cha ngươi, ta sắp tan biến giữa trời đất.
chỉ là ngọc bội của mẹ ngươi. Đột nhiên bùng phát một luồng lực lượng, khiến ta hấp thu vào. Diệu Nhan, ngươi làm sao thoát khỏi hoang cổ cấm địa được? Thân thể chuẩn đế của ngươi không có cơ hội nào cả. Làm sao thoát ra được? Ta nhớ ra rồi. Có người cứu chúng ta, là một vị đại đế. Diệp Trần, thực ra, ngươi phải cảm ơn tiền bối Diệu Nhan. Chính ông ấy đưa ngươi ra khỏi hoang cổ cấm địa. Và những năm qua, thực ra, đều là ông ấy giúp ngươi chống lại lực lượng quỷ dị trong cơ thể. Ừ, xin lỗi, ta đã quá nóng vội. Đã chửi rồi, những năm qua ngươi chịu quá nhiều lời chế giễu và chửi rủa. Để ngươi xả bớt cũng không sao. Thật ngại quá, mọi người ơi, thật là xấu hổ phải không? Chính vì ta hút linh lực của ngươi, mới miễn cưỡng giúp ngươi chống lại lực lượng quỷ dị. Tiếc là 7 năm trước, sức mạnh của ta đã cạn kiệt, nên ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng cũng chính vì ngươi không từ bỏ tu luyện, nên ngươi mới sống sót được. Những gì ngươi trải qua mấy năm nay cũng giúp tâm cảnh ngươi trưởng thành nhiều. Đúng vậy, tiền bối Diệu Nhan nói đúng. Mất đi ở phía đông, lại được ở phía tây. Cảm ơn tiền bối Diệu Nhan. Những năm qua, cảm ơn ngài. Ngươi yên tâm, rồi sẽ có ngày ta sẽ giúp ngươi ngưng tụ lại thân thể. Không cần, giờ ta chỉ còn là một tàn hồn. Thấy ngươi hồi phục, tâm nguyện của ta cũng đã tan biến. Nhiệm vụ mẹ ngươi giao cho ta là Lưu Ly cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Triệu Lưu Ly, đó là tên mẹ con sao? Mẹ ngươi là thần nữ của nhà họ Dự ở Nam Hoang ta. Thiên phú của bà ấy nghịch thiên, tài sắc vẹn toàn, là thiên tài hiếm có trong vạn năm của nhà họ Dực ta. Tiền bối Diệu Nhan, con nên gọi ngài thế nào? Ta là một trong những lão tổ của chi mẹ ngươi. Ngươi cứ gọi ta là Diệu lão đi. Cốt truyện này giống với cốt truyện của Tiêu Hòa Hòa trong cuốn tiểu thuyết kia, không phải rất giống mà là y hệt. Thanh niên áo trắng này lại có thể hút lực lượng quỷ dị trong truyền thuyết. Chưa từng nghe nói có ai có thể hấp thu lực lượng quỷ dị. Chẳng lẽ hắn còn mạnh hơn cả đại địa? Diệp Trần, giới thiệu sư phụ của ngươi đi. Sư phụ, con còn chưa hỏi tên của người. Vô danh, Lục Huyền. Lục Huyền, chẳng lẽ chính là tên phế vật Thanh Huyền Phong của Đại Đạo Tông đó sao? Đệ tử của phong chủ. Ngươi muốn hỏi gì? Sư phụ, con hỏi nhỏ một câu. Ngươi và Lục Huyền mà bên ngoài đồn đại không phải là cùng một người đúng không? Có vẻ chính là ta. Đậu xanh, tin đồn sai lầm rồi. Tin đồn hại chết mèo mà. Sư phụ mạnh mẽ như vậy, làm sao có thể là kẻ phế vật được? Sư phụ của ngươi ngay cả ta cũng không nhìn thấu, hơn nữa còn nắm được phương pháp hấp thu lực lượng quỷ dị. Trước mặt ta, hắn là một ngọn núi không thể vượt qua. Tiền bối Diệu Nhan chắc chắn là đại đế cao cấp. Ha 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 ha, ta cứ im lặng không nói gì, tiếp tục giả vờ ngầu đến cùng. Diệu lão, mẹ con, chuyện của mẹ ngươi, hiện tại ngươi chưa đủ tư cách biết. Đợi khi ngươi bước vào cảnh giới huyền thánh ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng bây giờ đừng nghĩ đến những chuyện đó. Chuyện của mẹ ngươi đối với ngươi còn quá xa vời. Hiện tại ngươi phải đối mặt với cuộc thách đấu và hủy hôn sau 7 ngày nữa. Sư phụ con nói đúng, mấy ngày này con hãy nâng cao thực lực đi. Đợi khi con sóng gió này qua đi, ta sẽ dạy ngươi thuật luyện đan. Trong người ngươi chảy dòng máu của nhà họ Dực ta. Nhà họ Dực ta chính là nhờ thuật luyện đan mà nổi danh ở Nam Hoang. Lúc đó ta sẽ xem thiên phú luyện đan của ngươi thế nào. Nhưng ta tin thiên phú luyện đan của ngươi sẽ rất mạnh. Nhiệm vụ nuôi dưỡng đệ tử đã phát. Trong vòng 7 ngày, giúp đệ tử Diệp Trần bước vào cảnh giới huyền hoàng. Phần thưởng nhiệm vụ sẽ phát theo mức độ hoàn thành. Nhiệm vụ nuôi dưỡng tuy muộn nhưng đã đến. Không tệ, không tệ. Đệ tử thứ hai Diệp Trần có tư chất đại địa, thiên phú đan đạo thiên giai. Các kinh mạch khác trong cơ thể bị tắc nghẽn trì trệ. Đề nghị uống tẩy tùy đan thiên giai. Được rồi, giờ đừng nghĩ đến chuyện khác nữa. Thời gian còn lại, ta sẽ giúp ngươi bước vào cảnh giới huyền hoàng. Lão Lục trước mắt này, để nâng cao tu vi của đệ tử mình, lại lấy ra viên đan dược to hơn cả đầu, nhét vào miệng đệ tử. Tôi chỉ có thể nói, cho lợn ăn cũng không thế này. Đừng lại gần tôi. Hãy tiêu hóa tốt sức mạnh của đan dược. Cảm ơn sư phụ. Trần Nhĩ, ta đã truyền âm cho con nhiều lần, con đều không đáp lại. Đến phòng con vài lần, phát hiện con đã bố trí cấm chế phong ấn, ta đã không làm phiền con. Cha, vừa rồi con đang tu luyện. Đừng lo cho con không sao đâu, và đúng rồi. Mấy ngày tới con có thể cần đến tổ địa một chuyến. Lão tổ triệu tập, nói là có chuyện cực kỳ quan trọng, liên quan đến một bí mật của gia tộc Diệp chúng ta. Gia tộc Diệp chúng ta tồn tại là vì một cường giả. Gia tộc Diệp chúng ta trung thành với cường giả đó. Gia tộc của cường giả bí ẩn, còn có bí mật này nữa. Sao con không biết gì cả? Chuyện này không liên quan đến con. Hiện tại các cấp cao của gia tộc Diệp chúng ta đều đang chuẩn bị cho sự giáng lâm của cường giả này. Tuy nhiên, cuộc thách đấu 10 trận của con với Diệp Lương Thần vẫn sẽ tiếp tục. Thậm chí việc Liễu Như Yên hủy hôn, gia tộc Diệp chúng ta cũng không từ chối. Được rồi, ta đi tổ địa đây. Có cường giả sắp giáng lâm, có thể khiến lão tổ chuẩn đế của gia tộc Diệp kinh động như vậy, chắc hẳn phải là một vị đế cảnh. Sư phụ, dù cường giả đó đến, có lẽ cũng không phải đối thủ của người đâu. Phải giữ thái độ khiêm tốn. Sư phụ, vậy con tiếp tục tu luyện đây, còn 3 ngày nữa. Tiếp theo đừng dùng đan dược và hấp thu linh thạch nữa. Ta sẽ giúp con nuốt chừng một hạt giống hỏa. Ha ha ha, ta lại đến đây. Nuốt chừng hạt giống hỏa à? Đúng là lĩnh vực sở trường của lão phu. Lão yêu, nếu ngươi tự tin như vậy, thì để ngươi làm đi. Phiền lão yêu rồi. Chúc mừng lão tổ công pháp thành công. Đáng mừng, đáng mừng.
Không phải công pháp thành công, mà là chân long yêu mà gia tộc Diệp chúng ta thờ phụng đã trở về. Các hậu nhân gia tộc Diệp, tiếp theo ta sẽ nói về bí mật của gia tộc Diệp. Trước đây, chúng ta có thể đã nhắc đến lai lịch của gia tộc Diệp trong vài lời, nhưng không chi tiết, cũng chưa nói ra hậu thuẫn thực sự của gia tộc Diệp chúng ta. Phía sau gia tộc Diệp chúng ta có một vị đại đế thực sự, tên của người là Phù Giao Nữ Đế, đệ tử của người gọi là Phù Giao Hoàng Triều. Và gia tộc Diệp chúng ta là một nhánh của Phù Giao Hoàng Triều. 3.000 năm qua, gia tộc Diệp chúng ta đã mất đi vài vị chuẩn đế và bàn đế, cuối cùng cũng đợi được nữ đế bệ hạ trở về. Ba người chúng ta đã liên lạc được với nữ đế bệ hạ. Người sẽ giáng lâm gia tộc Diệp chúng ta vào ngày đại hội gia tộc. Lão tổ, nữ đế đã không còn như đỉnh cao năm xưa. Liệu có đủ tư cách dẫn dắt gia tộc Diệp chúng ta? Thứ nhất, chúng ta đều đã lập lời thề. Nữ đế bệ hạ trở về, nếu có triệu tập phải hồi đáp. Thứ hai, thế lực đầu tiên của nữ đế bệ hạ, vị trí long của hoàng triều vẫn còn tồn tại. Nếu gia tộc Diệp chúng ta chọn phản bội, chỉ có một con đường chết là bị diệt vong. Nhưng kẻ thù của chúng ta sẽ là Thiên La Điện. Ngàn năm qua Thiên La Điện ngày càng mạnh mẽ. Nhiều vụ thảm sát diệt tông diệt tổ ở Nam Hoang đều do Thiên La Điện gây ra, lại không ai có thể trừng phạt họ. Gia tộc Diệp chỉ là thế lực cấp chuẩn địa, không có lựa chọn nào khác. Nhưng không sao, chuyện này không cần phải lo lắng. Mấy ngày tới, ta sẽ truyền cho các ngươi một số bí pháp vô thượng của Phù Giao Hoàng Triều. Sức chiến đấu của các ngươi đều sẽ được nâng cao. Chắc hẳn nữ đế bệ hạ thấy sẽ rất vui. Đa tạ lão tổ. Ngày mai khi đại hội gia tộc bắt đầu, còn hãy lập tức thách đấu Diệp Trần. Không cần đợi các thủ tục khác. Nếu không đợi đến khi nữ đế bệ hạ giáng lâm, lão tổ xuất hiện. Nếu con muốn giết Diệp Trần, e rằng lão tổ sẽ ngăn cản. Lúc đó giết hắn sẽ khó. Yên tâm đi cha, con sẽ giết tên vô dụng đó nhanh nhất có thể. Cha ra tay giết tộc trưởng. Đợi đến khi lão tổ giáng lâm, cũng đành bó tay. Tộc trưởng không phải đối thủ của ta, ta có thể giết hắn trước khi lão tổ giáng lâm. Còn về các trưởng lão khác, ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngày mai gia tộc Diệp sẽ là thiên hạ của chúng ta. Ha 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 ha. Sư phụ, chào buổi sáng. Tốt lắm, tốt lắm. Chỉ vài ngày ngắn ngủi đã đến huyền hoàng cảnh trung kỳ rồi. Cảm ơn sư phụ nhiều. Hệ thống, phần thưởng nhiệm vụ giới hạn của ta đâu? Đến rồi, cấp pháp gì? Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng đệ tử thực tế. Chúc mừng chủ nhân nhận được công pháp lịch kiếp 6 sao Hoàng Thiên Quyết. Chúc mừng chủ nhân nhận được lượng lớn nền tảng tu vi. Hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Chủ nhân nhận được tư chất vô địch Hoàng Thiên Quyết. Ta là Hoàng Thiên Đế, phải trấn áp tất cả kẻ thù trên đời. Chẳng lẽ là người đàn ông đó? Đợi đến sau đại hội gia tộc Diệp gia, hãy trao công pháp này cho Diệp Trần. Tư chất vô địch là gì? Cái gọi là tư chất vô địch là chủ nhân có thể trực tiếp bỏ qua một cảnh giới lớn, vượt cấp giết chóc. Hiện tại ta là huyền tôn cảnh, có thể trực tiếp giết chết huyền thánh. Đúng vậy, nhưng chỉ là huyền thánh mới. Thật là sướng quá. Tư chất vô địch cộng với vạn pháp bất xâm, có thể thoải mái phô trương rồi. Lão nhị, đợi đến khi đại hội gia tộc kết thúc, con hãy theo ta về đại đạo tông. Lúc đó sư phụ sẽ tặng con một món quà nữa. Hê hê, sư phụ ra tay quá hào phóng. Sư phụ đại khí, sư phụ ngầu quá, sư phụ ba la ba la. Được rồi, dừng lại đi. Không cần nịnh bợ như vậy đâu, phải khiêm tốn. Ngày mai là đại hội gia tộc Diệp gia rồi, con chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn. Đúng vậy, các người chờ xem đi, ta Diệp Trần đã trở về. Tên vương bát này vốn định phát triển âm thầm, để đệ tử của mình có thể sống thêm vài năm. Không thể nhẫn nhịn được nữa, sư phụ mau cứu con. Các bạn ơi, là một lão lục khó đến vậy sao? Tên vô dụng Diệp Thành đó sao vẫn chưa đến? Vừa dứt lời, chỉ thấy Diệp Thành chậm rãi bước đến, ánh mắt tràn đầy kiên định. Hừ, nói đến kẻ vô dụng đã đến. Diệp Trần, hôm nay là ngày chết của ngươi. Sau này ta sẽ là thế tử của gia tộc Diệp. Ha 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 ha. Thần Nhi, nhớ kỹ, lát nữa trong cuộc thách đấu thế tử, lập tức nhận thua. Cha, con biết rồi. Đã đến đông đủ rồi. Vậy ta tuyên bố, đại hội gia tộc Diệp gia chính thức bắt đầu. Hạng mục đầu tiên vẫn là bài thi viết của đệ tử gia tộc Diệp. Chưa kịp nói hết, Diệp Lương Thần đột nhiên bước ra. Tộc trưởng, đại hội gia tộc hôm nay hơi đặc biệt, sao không đem cuộc thách đấu thế tử giữa ta và Diệp Trần đưa ra trước để mở màn cho mọi người? Lúc này sắc mặt tộc trưởng trở nên rất khó coi, vừa định từ chối, một giọng nói vang lên giữa sân. Nếu thật sự có thể, tôi đồng ý. Diệp Trần đột nhiên bước ra, mọi người trong gia tộc Diệp xôn xao. Một trận đấu không có gì bất ngờ, đây chẳng phải là tự đâm đầu vào chỗ chót sao? Thực ra đưa cuộc tranh đoạt thế tử lên trước cũng không sao, dù sao đây cũng là điều mọi người muốn xem nhất. Cuộc tỷ thí thế tử Diệp Lương Thần thách đấu. Ta chọn thách đấu sinh tử, ngươi dám không? Tài ta có vấn đề không? Một kẻ luyện khí lại muốn thách đấu sinh tử với huyền hoàng cảnh. Không nghe nhầm chứ? Cười chót. Lần đầu tiên bảo thấy có người chủ động tìm cái chót. Ta đã thấy nhiều rồi, mọi người đều đã nghe thấy. Diệp Trần muốn thách đấu sinh tử. Nếu ta từ chối thì chứng tỏ ta tham sống sợ chót. Nên ta chỉ có thể chấp nhận. Đều là người một nhà, chỉ cần phân cao thấp là được. Cần gì phải quyết sinh tử? Đừng làm quá như vậy. Tộc trưởng, theo ta thấy, một kẻ vô dụng không có tư cách làm người nhà. Lương Thần nói đúng, gia tộc Diệp chúng ta không nuôi kẻ nhàn rỗi. Kẻ vô dụng hoặc bị đuổi khỏi gia tộc Diệp,
hoặc chớt đi để khỏi lãng phí tài nguyên của gia tộc Diệp chúng ta. Đại trưởng lão, ông thật sự muốn Trần Nhi chớt đến vậy sao? Chỉ là một kẻ vô dụng thôi, chớt thì chớt. Lương Thần, giết hắn đi. Lúc này Diệp Lương Thần đầy sát ý trên mặt, nghĩ đến việc mình sắp trở thành thế tử, ra tay liền là quyền lực. Không thể nào, sao một kẻ vô dụng như ngươi lại mạnh đến vậy? Nếu ta là kẻ vô dụng, thì ngươi, một thiên tài, còn không bằng kẻ vô dụng. Trần ca, xin tha mạng, ta sai rồi, xin hãy tha cho ta được không? Ta phải giết ngươi, đồ xúc sinh nhỏ này, ai dám động đến con ta? Hôm nay là đại hội gia tộc, các ngươi đừng đánh nhau nữa. Hôm nay Diệp Trần phải chết, ta và tộc trưởng chỉ có một người sống sót, ở lại gia tộc Diệp. Lập tức hai người giao đầu với nhau, Diệp Trần mắt đầy lo lắng. Cha cậu ta không phải đối thủ của đại trưởng lão. Cha! Cho ta cái gì? Sư phụ, đừng nhẫn nhịn nữa, mau giúp đỡ đi. Lúc này một bóng người xuất hiện trên bình đài. Chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, đại trưởng lão ngã xuống. Bị thương nặng. Ngươi là ai? Ta à? Ta có lẽ, có thể, đại khái là sư phụ của Diệp Trần. Đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Chuyện nhỏ, ngươi xuống dưới điều trị đi. Trần Nhi, sư phụ con là ai vậy? Cha, sư phụ con là phong chủ Thanh Huyền Phong của Đại Đạo Tông. Lục Huyền, giọng nói vừa dứt, cả sân im lặng. Đây vẫn là vị phong chủ vô dụng đó sao? Lúc này mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Ừ, sao những người này lại nhìn ta với ánh mắt đó? Chẳng lẽ bị vẻ đẹp của ta làm cho sửng sốt? Không đúng, mẹ nó, một đám đàn ông tò xác không lẽ thích ta? Quá đáng sợ, nơi này không thể ở lâu, ta muốn về nhà tìm mẹ. Tin đồn bên ngoài là giả. Chỉ vì sư phụ con là người khiêm tốn, nên khiến bên ngoài lầm tưởng sư phụ con là kẻ vô dụng. Đây là chuyện nội bộ gia tộc Diệp chúng ta. Hôm nay là ngày trọng đại của gia tộc Diệp chúng ta. Đợi lão tổ gia tộc Diệp chúng ta giáng lâm, ngươi chắc chắn phải chết. Ôi cha, ta sợ quá đi mất. Ta không biết ta có chết không, nhưng ngươi sẽ không thấy được đâu. Sao có thể như vậy được? Nhìn đại trưởng lão bị giết trong một chiêu, các vị thánh nhân thuộc phe đại trưởng lão đều bị giết. Lục Huyền, ngươi muốn chết? Ngươi chỉ là một trưởng lão vô dụng của Đại Đạo Tông, lại dám giết người trong gia tộc Diệp chúng ta. Trần Nhi, con yên tâm, sư phụ đại nhân của con. Cha, sư phụ con búng tay có thể diệt. Giết đại đế, diệt đại đế. Đứa trẻ này học ở đâu vậy? Sao lại bắt đầu khoác lác rồi? Ha ha ha. Nhanh nhanh nhanh, mời lão tổ ra tay. Kẻ nào dám làm loạn trong gia tộc Diệp? To gan thật. Chó sủa cái gì? Giọng to là ghê gớm mà. Ngươi làm bảo bảo sợ rồi, biết không? Phải bồi thường đấy. Hôm nay không có lời giải thích, thì để mạng lại đây đi. Ha 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 ha. Chỉ là ba kẻ chuẩn đế thôi, cũng đòi ta giải thích. Lúc nhỏ bị cửa kẹp đầu à? Tên này quá kiêu ngạo rồi. Giết hắn để trả thù cho người của gia tộc Diệp đã chết. Đã như vậy, thì chịu chết đi. Các người đã làm một quyết định sai lầm nhất đời. Nói xong, Lục Huyền lấy ra một lá bài đại địa cấp 1 sao định bóp nát. Đột nhiên. Ừ. Lúc này, chỉ thấy một chiếc váy dài màu đỏ rực bay phất phới. Một cô gái có gương mặt tuyệt mỹ xuất hiện. Người đến chính là Cơ Phù Giao. Phía sau là các vị trí hoàng triều của cô. Nữ đế bệ hạ, có phải người đã trở về? Nhiều năm không gặp, các người vất vả rồi. Gia tộc Diệp chúng ta kính nghênh nữ đế bệ hạ trở về. Kính nghênh nữ đế bệ hạ trở về. Ngươi không cần quản. Phương Tứ, Trần An, mau quỳ xuống. Phù Giao, ngươi đến rồi. Chuyện gì vậy? Lục Huyền quen biết nữ đế bệ hạ sao? Làm sao có thể chứ? Lúc này Cơ Phủ Giao mới phát hiện sư phụ của mình lại ở trong đám người, lập tức bước đến. Và câu nói tiếp theo khiến cả sân như trời trồng. Sư phụ, sao người cũng ở gia tộc Diệp vậy? Bệ hạ sao lại gọi Lục Huyền là sư phụ? Trời ơi, không nhầm chứ? Nữ đế bệ hạ, Lục Huyền thật sự là sư phụ của người sao? Đúng vậy, sao thế? Dọa chết bảo bảo rồi, may là vừa nãy không ra tay, không thì tiêu đời rồi. Phủ Giao, trong một tháng này tu vi tiến bộ không ít. Sư phụ, con luôn chăm chỉ mà. Tốt tốt. Vô đăng bái kiếm nhập phong chủ. Những người này đều là thuộc hạ của con sao? Xin lỗi sư phụ, con chưa kịp nói cho người biết bí mật của con. Không sao, con cứ xử lý việc của mình đi. Ta cũng tình cờ đến gia tộc Diệp nhận đồ đệ. Diệp Trần, đến đây, là người à? Đại sư tỷ, gặp người. Đại sư tỷ, cái này, cái này. Trần Nhi lại trở thành sư đệ của nữ đế bệ hạ. Bối phận hoàn toàn rối loạn rồi. Lão tổ, có gì không ổn sao? Không có gì. Sư đệ, thiên phú của ngươi rất cao. Sư phụ của Nhiên có con mắt tinh đời. Đây đều là nhờ sư phụ giúp đỡ. Trên người con nhiễm phải một chút lực lượng quỷ dị. Tu vi rời dụng, ngay cả lão tổ cũng bỏ tay. Nhưng sư phụ đã giúp con áp chế được lực lượng quỷ dị. Sư phụ lại có thủ đoạn thông thiên như vậy. Thật đáng sợ quá.
Phù Giao, con cứ xử lý việc của mình đi, chúng ta lát nữa nói chuyện. Các ngươi đều đứng dậy đi, bây giờ nữ đế bệ hạ đã giáng lâm, các ngươi nên thề với thiên đạo đi. Nữ đế bệ hạ, trước khi người giáng lâm gia tộc Diệp chúng ta đã xảy ra một số chuyện. Là do tôi dung túng cho phe đại trưởng lão. Lúc đó tôi nghĩ người đã sắp giáng lâm, tranh giành thế tử chỉ là chuyện nhỏ, nên không quản. Không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này. Sư đệ, người quyết định đi. Xin tha mạng, tất cả đều do đại trưởng lão muốn nhắm vào ngươi và tộc trưởng, không liên quan đến chúng ta. Trần Nhi, chúng ta hãy trung thành với nữ đế bệ hạ đi. Lão tổ, giết họ đi. Dù họ có thể với thiên đạo, con cũng không thể tin tưởng họ. Nếu họ không chết, con sợ họ sẽ trả thù. An Diệp Bắc Thần, năm đó ngươi đã chém giết hai chuẩn đế của Thiên La Điện, nhưng ngươi cũng bị thương nặng. Đúng vậy, chúng ta có thể sống sót là nhờ nữ đế bệ hạ. Nếu không phải cuối cùng nữ đế bệ hạ một mình chặn đứng tất cả cường giả của Thiên La Điện, chúng ta làm sao có cơ hội trốn thoát chứ? An Gia tộc Diệp chúng ta nguyện vì nữ đế bệ hạ mà lao vào lửa nước, dốc hết sức lực. Tiếp theo các người hãy tiếp tục ẩn nấp. Bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi. Nữ đế bệ hạ, khi mấy vị chuẩn đế và bán đế khác của gia tộc Diệp hy sinh, trong lòng vẫn còn mang nỗi niềm, hy vọng người trở về dẫn dắt họ tiếp tục chiến đấu. Tiếc là họ không thể thấy được ngày hôm nay. Thiên La Điện, ta nhất định sẽ diệt, để an ủi vong linh của họ. Trận chiến cuối cùng, ta Diệp Bắc Thần dù phải đốt cháy tuổi thọ, đốt cháy thần hồn, cũng phải chém giết thêm vài tên chó má của Thiên La Điện. Giờ đây nữ đế bệ hạ đã trở về, chúng ta chỉ cần chờ đợi sự sắp xếp của nữ đế bệ hạ là được. Chúng ta tuân lệnh. Sư phụ, xin lỗi, trước đây con đã giấu người một số chuyện. Không sao. Năm xưa ta lấy đạo linh hỏa làm nền tảng, được gọi là Phù Giao nữ đế. Ta đã tự tay xây dựng Phù Giao hoàng triều. Hoàng triều chưa đạt đến đỉnh cao thực sự, đã bị Thiên La Điện tiêu diệt. Thiên La Điện ở Nam Hoang có tiếng xấu, ngàn năm qua đã tiêu diệt không ít thế lực. Chuyện năm xưa có nhiều điểm kỳ lạ. Thiên La Điện tuyệt đối không đơn giản chỉ là tiêu diệt thế lực. Ta đoán họ còn có âm mưu khác. Việc này cần bàn bạc kỹ lưỡng. Lục Phong chủ, hiện giờ ngài đang ở cảnh giới nào? Chẳng lẽ là đại đế cao tinh? Ừ, chẳng lẽ ngài đã chạm đến một chút cơ duyên trên cảnh giới địa cảnh rồi? Hi hi, không thể nói. Quả nhiên là vậy, thật đáng sợ. May quá. Trường Phong huynh, một nén nhàng nữa chúng ta sẽ đến kinh thành. Không biết Diệp Trần đã chuẩn bị xong chưa? Như Yên lần này cũng đến. Ha ha ha. Cha, là Liễu Như Yên, sắp đến rồi sao? Người đàn ông này hơi thảm. Hôn thê đã cắm sừng anh ta, giờ còn bị đến tận nhà hủy hôn. Tuy nhiên, Diệp Trần, hôm nay ta nhất định phải hủy hôn. Ta đã đợi ngươi 7 năm, có thể nói là đã hết lòng. Nhưng đến lúc này, ta hy vọng ngươi có thể tự buông tay. Ngươi không thể tu luyện, khoảng cách giữa chúng ta sau này sẽ càng lúc càng xa. Ngươi chỉ có thể ngưỡng mộ ta. Ha ha ha, ngưỡng mộ ư? Thật là chuyện cười. Con trai ta không phải kẻ vô dụng, nó đã vươn lên rồi. Diệp Trần, ta vốn không nợ ngươi gì cả, nhưng vì lần hủy hôn này, gia tộc Liễu chúng ta sẵn lòng bồi lễ. Chiếc nhận chứa đựng thánh vương này là tâm ý của gia tộc Liễu chúng ta. Hãy nhận lấy viên đan dược này, là do sư tôn của Như Yên, Vân Dương Đan Thánh, đặc biệt luyện chế cho ngươi, biết đâu có thể giải quyết vấn đề không thể tu luyện của ngươi. Đây là Vân Dương Đan Thánh của Thái Thượng Huyền Tông. Đường Phong, ta quên nói cho ngươi biết, con gái ta Như Yên, nửa năm trước đã bái nhập môn hạ của Vân Dương Đan Thánh thuộc Thái Thượng Huyền Tông, trở thành đệ tử chân truyền của ông ấy. Chưa đầy nửa năm, nó đã trở thành luyện đan sư huyền tiếp nhất phẩm. Nó lại trở thành luyện đan sư có địa vị cao quý. Trần Nhi, không cần phải ghen tị với nó. Trong người con đang chảy dòng máu của nữ nhi gia tộc Diệp chúng ta. Chỉ có trình độ này mà con cũng coi trọng sao? Có chút tiến bộ đi chứ. Lão yêu, cách diễn này của ta được mấy điểm? Chỉ là thứ rẻ tiền này thôi. Ta không cần. Ngươi muốn hủy hôn, làm sao ta có thể để ngươi tận nguyện? Ta biết ngươi sẽ tiếp tục dây dưa không buông. Nói cho ngươi biết, đừng có mơ tưởng nữa. Ha ha ha, dây dưa không buông, ngươi có tư cách gì? Dù ngươi có cởi hết quần áo đứng trước mặt ta, ta cũng không có chút hứng thú nào với ngươi. Đồ vô dụng, ngươi muốn chết phải không? Lệnh của lão tổ gia tộc Lương, khởi thi mà thề, hồ nước đã thành, trời đất chứng giám, nhưng ta sớm đã muốn cắt đứt với ngươi rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy khí thế toàn thân Diệp Trần tỏa ra, đã đạt đến huyền hoàng cảnh trung kỳ, khiến người nhà họ Liễu sửng sốt. Hôm nay không phải ngươi đến hủy hôn, ta muốn nói cho thiên hạ biết, chính ta Diệp Trần bỏ ngươi, từ nay về sau ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Ngươi có tư cách gì mà bỏ ta? Huyền hoàng cảnh thì sao chứ? Vẫn chỉ là kẻ vô dụng thôi, đừng tưởng mình có thể tu luyện rồi, ta sẽ đổi ý đâu. Liễu Như Yên này chắc có vấn đề về đầu óc rồi. Đây là Vân Hải Châu, là vật định tình thế từ Tần gia Tần Tiêu tặng cho ta. Vậy thì sao? Ta không biết ngươi muốn nói gì. Dĩ nhiên là ta cũng không quan tâm. Ngươi nói không quan tâm, thực ra trong lòng ngươi rất quan tâm. Đừng tưởng ta không biết, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, dù ngươi có khôi phục tu vi, ta cũng đã kết làm đạo lữ với Tần Tiêu rồi, và Tần Tiêu cũng đã bái nhập Thái Thượng Huyền Tông. Thôi đi, ta chẳng hứng thú chút nào. Tên Tần gì đó ta cũng chưa từng nghe nói. Nếu có cơ hội, ta không ngại dẫm hẳn dưới chân. Tần Tiêu là phu quân của ta, cũng là người sẽ trở thành thần tử của Thái Thượng Huyền Tông.
không phải ngươi có thể tùy tiện sỉ nhục. Ta ra lệnh cho ngươi lập tức xin lỗi. Có bệnh thì phải chữa, đừng từ bỏ điều trị nhé. Diệp Trần, ta chỉ còn một bước nữa là bước vào huyền tông cảnh. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy khoảng cách giữa chúng ta. Mâu thuẫn giữa thế hệ trẻ Đường Phong Tông, hãy để họ tự giải quyết đi. Diệp Trần chế giễu Bạch Tuyết thì được, nhưng hắn chế nhạo Tần Tiêu thì là sai rồi. Chưa nói Tần Tiêu có thể trở thành thần tử của Thái Thượng Huyền Tông, chỉ riêng thực lực của gia tộc Tần cũng không phải gia tộc Diệp có thể đối đầu. Đường Phong huynh, đừng để Diệp Trần gây họa cho gia tộc Diệp. An, ngươi à? Ta à? Yên Môn, dừng tay. Liễu huynh, chuyện của thế hệ trẻ hãy để họ tự giải quyết đi. Thực lực của sư đệ không tồi nhỉ, cũng tạm được thôi. Nhưng nói lại thì cũng phải xem nó là đệ tử của ai chứ. Hey hey hey. À đúng rồi, vừa nãy ngươi định nói gì vậy? Diệp Trần, ngươi đừng tưởng mình vô địch rồi. Đạo của ta và Tần Tiêu mạnh hơn ngươi gấp vạn lần. Hiện giờ hắn đã là Huyền Tông tính hậu kỳ rồi. Đợi đến khi hắn trở thành thần tử của Thái Thượng Huyền Tông, ngươi càng không phải đối thủ của hắn. Đồ tiện nhân, ngươi được Tần Tiêu dạy dỗ rất tốt nhỉ. Lan Tử, Diệp Trần, đừng đánh nữa, đánh tiếp chỉ gây họa cho gia tộc Diệp thôi. Gia tộc Nam Cung ta tương lai sẽ kết thân với gia tộc Tần. Chuyện hôm nay không thể cứ thế mà bỏ qua được. Ngươi đang đe dọa gia tộc Diệp ta phải không? Lan Tử, đừng làm quá lắm. Gia tộc Tần là thế lực bá chủ ở Nam Hoang, trong gia tộc họ có cả đại đế tồn tại. Gia tộc Diệp hoàn toàn không phải đối thủ. Nếu bị gia tộc Tần để ý, gia tộc Diệp chắc chắn sẽ bị diệt. Trần Nhi, dừng lại đi. Điều hối hận nhất đời ta là để một kẻ vô dụng xuất hiện trong ký ức. Thời gian đã qua với ngươi là vết nhơ trong ký ức ta, khiến ta không còn thuần khiết. Diệp Trần, ta hận ngươi. Còn dám nữa không? Diệp Trần, ngươi dám sỉ nhục ta như vậy, ta phải giết ngươi. Ngươi thì về nhà tìm mẹ đi. An, hey hey hey. Lão Tổ, ngươi nhất định phải làm chủ cho con. Tên vô dụng Diệp Trần đó dám làm nhục con như vậy, con phải nói cho Tần Tiêu, để gia tộc Tần ra tay diệt gia tộc Diệp. Không được, chuyện này con phải tính toán kỹ. Tại sao? Diệp Trần bây giờ không còn như trước nữa. Diệp Trần đã bái nhập Đại Đạo Tông. Tuy Lục Huyền đó nổi tiếng là kẻ vô dụng, nhưng đó cũng là Đại Đạo Tông. Đây là thế lực mà gia tộc Liễu ta không thể đắc tội. Vậy phải làm sao? Bây giờ con chỉ muốn tên vô dụng Diệp Trần đó chết. Gia tộc Tần và gia tộc Diệp hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Còn nhiều cơ hội. Còn về việc con bị Diệp Trần đánh, đừng nói cho Tần Tiêu. Nếu con nói, gia tộc Tần sẽ cho rằng gia tộc Liễu ta làm việc không tốt. Con yên tâm, gia tộc Diệp chắc chắn sẽ bị diệt. Người đâu rồi? Chạy đi đâu vậy? Tên Lục Huyền này không phải đi tìm Cơ Phủ Giao chứ? Khoan đã, thanh niên kia là ai vậy? Về rồi à? Phủ Giao, tu vi của con đã đột phá đến nhất trọng huyền tôn cảnh rồi sao? Lần này ra ngoài lịch luyện, may mắn có được một số cơ duyên. Tốt lắm, tốt lắm. Lần này khí tức trên người con có vẻ nội liễm, xem ra thu hoạch không nhỏ. Tông chủ chỉ là thành vương cảnh thôi sao? Nhìn thái độ của tông chủ, có vẻ thích đại sư tỷ hơn một chút. Tông chủ có vẻ lạnh nhạt với sư phụ. Một tháng nay ngươi đi đâu vậy? Ta đi ra ngoài dạo chơi, ngắm cảnh, tiện thể trải nghiệm phong tục địa phương. Phong tục cái con khỉ, ngươi chỉ là luyện khí cảnh, đừng chạy lung tung nếu không có việc. Nam Hoàng rất rộng lớn và hỗn loạn, tu vi của ngươi đi đâu cũng nguy hiểm. Ồ, biết rồi. Đậu xanh, sư phụ là cường giả đỉnh cao của Nam Hoàng mà, tông chủ lại không biết. Phủ Giao, đây là thiên tài con mang về sao? Tông chủ, đây là đệ tử sư phụ con nhận. Cái gì? Đệ tử ngươi nhận? Với cái bộ dạng của ngươi, có vấn đề gì không? Con phải nói với ngươi sao? Đừng có công kích cá nhân. Tông chủ xin chào, con tên là Diệp Trần, là đệ tử thứ hai của sư phụ. Tính các ngươi mới là lạ. Thôi vậy, dù sao cũng mang về một thiên tài cho Đại Đạo Tông ta. Lục Huyền, ngươi làm không tồi, lần này mang về một đệ tử thiên tài. Lát nữa ngươi để Diệp Trần đến Đại Đạo Điện tìm Mục Lão, kiểm tra thiên phú tu luyện, sau đó nhận lấy lệnh bài thân phận của Đại Đạo Tông ta. Được, lát nữa sẽ đi. Đây là đệ tử Cơ Phủ Giao mang về sao? Nhìn qua, thiên phú và nền tảng đều không tệ. Tiểu tử nên gia nhập kiếm phong ta, tu luyện vô thượng kiếm đạo. Không không không, thân thể hoàn mỹ như vậy, nên đi theo con đường luyện thể, khôi phục vinh quang của luyện thể nhất mạch. Thôi nào, để Diệp Trần kiểm tra thiên phú trước đã. Diệp Trần, con chỉ cần đặt tay lên thiên phú thạch bi, rồi chuyển linh lực vào là được. Lúc đó thạch bi sẽ phát ra ánh sáng. Tốt, rất tốt. Diệp Trần, thiên phú của con ngang với Cơ Phủ Giao. Cơ Phủ Giao cũng kích hoạt được sự cộng minh của đại đạo. May là không làm sư phụ mất mặt. Bài kiến Thương Tuyết lão tổ. Tốt lắm, tốt lắm. Đại đạo tông ta lại có thêm một yêu nghiệt tuyệt thế. Diệp Trần, con có muốn gia nhập đan phong ta, bài ta làm sư phụ không? Ngươi đi chỗ khác đi. Chỗ nào cũng có ngươi. Diệp Trần à, ta thấy trên người con có một chút ý chí võ đạo, nên tu luyện kiếm đạo, gia nhập kiếm phong ta. Tương lai thành tựu của con sẽ không thể đo lường.
Chiến Phong đã đào tạo không ít đại đế, nền tảng sâu dày, hãy gia nhập Chiến Phong ta đi. Một lúc sau, hiện trường có chút hỗn loạn, ai nấy tranh cãi đỏ mặt tía tai, đều muốn nhận Diệp Trần làm đệ tử. Các vị tiền bối, cảm tạ ưu ái của mọi người, nhưng có lẽ phải làm mọi người thất vọng rồi. Con đã có sư phụ rồi, sư phụ của con là Lục Huyền, người có ân tái tạo với con. Như con một ngày làm thầy, cả đời làm cha, con sẽ không rời xa sư phụ đâu. Lục Huyền chỉ là luyện khí kỳ thì dạy được gì ngươi? Thiên phú như ngươi không thể bị chôn vùi trong tay Lục Huyền được. Giờ cơ phủ giao đã ở lại Thanh Huyền Phong rồi, không thể để Lục Huyền phá hỏng ngươi nữa. Đi tìm Lục Huyền đi, đệ tử này tuyệt đối không thể ở lại Thanh Huyền Phong nữa. Không tệ, sư đệ đã kích hoạt được đại đạo, nhưng cũng nằm trong dự đoán. Hai đứa đều có thiên phú rất tốt, sư phụ rất vui mừng. Tông chủ, thiên phú của Diệp Trần cũng tạm được chứ? Tôi thấy đã kích hoạt được đại đạo rồi. Chúng ta đến đây chính là vì chuyện này. Ý gì vậy? Để Diệp Trần bái nhập các linh phong khác đi. Nhưng Diệp Trần đã là đệ tử của ta rồi mà. Ngươi có thể buông tay, đừng lại làm hỏng. Thiên tài hiếm có này nữa, sao ta lại làm hỏng chứ? Mà dựa vào cái gì? Dựa vào việc các ngươi không biết xấu hổ à? Thế này đi, các ngươi hỏi Diệp Trần xem, nếu nó muốn đi theo các ngươi thì ta không có gì để nói. Sư phụ, người không yêu con nữa sao? Con không đi đâu cả, con chỉ muốn ở bên cạnh người thôi. Đậu xanh, có thể đừng ghê tởm như vậy không? Còn nữa, đừng có lau nước mũi nước mắt lên người ta. Lão tổ, các người thấy đấy, thế này thì ta cũng hết cách rồi. Diệp Trần có tư chất khá tốt, ta đành phải miễn cưỡng nhận đệ tử này vậy. Trời ơi, sao không đánh chết tên khốn khoe khoang này đi? Lão tổ, con đã bái nhập môn hạ sư phụ từ lâu rồi. Nếu con không gặp được sư phụ, con chắc chắn sẽ gia nhập các phòng khác. Nhưng giờ lễ sư đồ đã thành, lễ không thể phế bỏ, nên xin lỗi đã làm các lão tổ thất vọng. Sao lại cố chấp giống cơ phủ giao vậy? Chẳng lẽ thiên tài bây giờ đều có vấn đề về đầu óc sao? Chuyện này không do người quyết định. Đậu xanh, các người định làm gì vậy? Không cần mặt mũi gì nữa hả? Các vị tiền bối, dù các vị có mang con đi lúc này, con cũng sẽ không ở lại các linh phong của các vị đâu. Con vẫn sẽ chạy về đây mỗi ngày. Tâm con ở tại Thanh Huyền Phong, thật là chuyện cười. Con phải bám chặt lấy cái đùi to của sư phụ chứ. Mấy phong chủ này, lão tổ này trước mặt sư phụ đều chỉ là tiểu tôm tép thôi. Con phải đầu óc có vấn đề mới đi theo các vị. Thôi vậy, cứ xem thêm đi, để Diệp Trần tu luyện ở Thanh Tuyền Phong một thời gian, quan sát thêm. Ừ, chuyện này để sau này bàn lại vậy. Sắp đến giờ ăn rồi, mọi người ăn cơm rồi hãy đi không? Chỉ biết ăn ăn ăn. Ăn cái con khỉ, cút nhanh đi. Mấy người này càng già càng không chín chắn, ai cũng như ăn phải thuốc súng vậy. Chắc đều đến thời kỳ mãn kinh rồi. Hai đứa sau này tránh xa bọn họ ra, đừng bị ảnh hưởng mà cũng mất mặt như vậy. Nghe rõ chưa? Vâng, thưa sư phụ. Đệ tử ngoan, vừa rồi biểu hiện không tệ, sư phụ rất vui, nhưng diễn xuất hơi thô, cần phải trau dồi thêm. Đệ tử xin ghi nhớ lời dạy của sư phụ. À đúng rồi, sư phụ, tại sao người không trực tiếp thể hiện tu vi của mình? Như vậy ai dám không công nhận người chứ? Nếu họ biết được, chắc chắn sẽ giao nhiệm vụ cho ta. Cần gì phải vậy chứ? Sư phụ còn nổi tiếng là kẻ lười biếng mà. Ta chỉ muốn sống yên ổn cuộc sống nhỏ bé này thôi. Lục phong chủ, chúng ta cũng nên sớm kiểm tra thiên phú luyện đan của Diệp Trần, để lập kế hoạch tu luyện cho Diệp Trần. Lời này có lý, vậy bắt đầu đi. Luyện chế đan dược, ba thứ quan trọng nhất là tạo nghệ linh thảo, linh hỏa và hồn phách lực. Thứ nhất, cái gọi là tạo nghệ linh thảo là phải rất quen thuộc với dược lực và tập tính của các loại linh thảo. Thứ hai là linh hỏa. Linh hỏa cấp càng cao, sức mạnh chứa đựng càng mạnh, đối với luyện đan sẽ hiệu quả gấp bội. Hiện giờ con đã có cổ lãnh ưu hỏa, điều kiện này đã đáp ứng rồi. Thứ ba là hồn phách lực. Khi luyện đan, nhiệt độ của minh hỏa đều rất quan trọng, mỗi bước đều quyết định lò đan dược này có thể luyện chế thành công không. Nói chung, hồn phách lực của luyện đan sư đều áp đảo các tu luyện giả cùng cấp khác. Lão yêu, con phải làm thế nào? Đây là hồn thạch, kích hoạt hồn phách lực của con, xung kích hồn khí bên trong hồn thạch. Hồn phách lực của con càng mạnh, hồn thạch này sẽ càng sáng rực rỡ. Hồn phách lực của con quá mạnh mẽ, có thể sánh ngang với thiên kiêu của gia tộc Dược ta. Dược lão, vậy có phải con có thể luyện đan rồi không? Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Giờ con học tạo nghệ linh thảo. Đây là quyển thứ nhất của Thảo Mộc Kinh ta muốn thêm vào. Nếu con lĩnh hội được quyển thứ nhất, tạo nghệ linh thảo của con sẽ đạt đến trình độ huyền giai. Liệu Như Yên trong nửa năm đã bước vào huyền giai, luyện đan sư đó là trình độ gì? Coi như là thiên tài luyện đan rồi. Huyền giai cũng chia làm 9 phẩm, giữa các huyền giai cũng có khoảng cách. Nhưng ta tin rằng thiên phú luyện đan của con tuyệt đối áp đảo Liễu Như Yên, vì trong người con đang chảy dòng máu của gia tộc Dược. Dược lão sư phụ, các người yên tâm, con sẽ cố gắng. Được rồi, nhiệm vụ ta giao cho con là trong vòng 1 tháng bước vào ngọc giai luyện đan sư.
Nhiệm vụ nuôi dưỡng đệ tử thực tế phát động trong vòng 1 tháng, nâng cấp độ luyện đan của Diệp Trần lên huyền giai. Phần thưởng sẽ dựa vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ để phát. 1 tháng phải đến huyền giai luyện đan sư, như vậy Diệp Trần sẽ phải bỏ cả ngày nghỉ. Tốt lắm, tốt lắm. Ngọc giai luyện đan sư, tiêu chuẩn này quá thấp rồi. Với thiên phú luyện đan của Diệp Trần cộng thêm tạo nghệ luyện đan của ngươi, 1 tháng cũng phải đến địa giai luyện đan sư chứ. Anh trai đừng đùa. Làm sao có thể chứ? Thần thiết thật sự không làm được. Ngươi muốn lấy mạng già của ta sao? Vậy hạ thấp tiêu chuẩn đi. 1 tháng huyền giai luyện đan sư, yêu cầu do ngươi đích thân chỉ điểm. Đối với ngươi chắc không có khó khăn gì chứ? Không khó cái con khỉ. Sư phụ yên tâm, trong vòng 1 tháng con nhất định sẽ trở thành huyền giai luyện đan sư. Được rồi, vì con sắp bắt đầu luyện đan, nên món quà ta hứa tặng con cũng có thể đưa cho con rồi. Địa bính lục phong chủ. Đây là địa giai cực phẩm. Chỉ là địa giai 6 sao thôi mà, cứ dùng tạm đi. À đúng rồi, cái thôn thiên lâu này không chỉ dùng để luyện đan, mà còn có sức sát thương cực mạnh. Lò luyện đan địa giai 6 sao, nền tảng của lục huyền sâu dày đến mức nào vậy? Quá đáng sợ. Lục phong chủ, người yên tâm, giao cho ta, ta đảm bảo trong vòng 1 tháng sẽ giúp Diệp Trần bước vào huyền giai luyện đan sư. Vậy ta rất mong đợi đấy. Ủa sư phụ, người còn bao nhiêu địa bính nữa vậy? Hết rồi, lần này thật sự hết rồi. Tần Tiêu ca ca, em nhớ anh quá. Vậy à, nhớ chỗ nào của anh vậy? À, anh xấu quá, nhưng em thích lắm. Ha ha ha, lần này đến gia tộc Diệp mọi việc đều ổn chứ? Đều ổn cả rồi. Sao vậy, có phải họ làm khó em không? Không, không có gì đâu. Gia tộc Diệp chỉ là đám kiến hôi thôi. Tần Tiêu, tên vô dụng đó. Diệp Trần có thể tu luyện rồi. Lần này em đến gia tộc Diệp, hắn đã bước vào huyền hoàng cảnh rồi. Thanh Châu chỉ là vùng đất nhỏ bé, gia tộc Diệp chỉ là đám kiến hôi. Dù Diệp Trần đột phá huyền hoàng cảnh, trước mặt anh vẫn có thể diệt trong nháy mắt. Đương nhiên rồi, Tần Tiêu ca ca giỏi nhất. Diệp Trần tên vô dụng đó sao có thể sánh với anh được. Yên tâm đi, anh sẽ tìm cơ hội diệt Diệp Trần. Chỉ là thời gian này, cuộc thi thần tử sắp bắt đầu rồi, anh không dành phân tâm. Diệp Trần tên vô dụng đó, không biết đi đâu mà may mắn vậy, lại được bái nhập Đại Đạo Tông. Nhưng không cần lo lắng, hắn bái nhập Thanh Huyền Phong. Sư phụ là tên vô dụng lục huyền đó. Đúng là rác rưởi đi với rác rưởi, hai kẻ vô dụng cộng lại, tôi thật khó tưởng tượng Diệp Thần sẽ vô dụng đến mức nào. Tần Tiêu, nhưng em vẫn muốn Diệp Thần chết. Em sẽ là người phụ nữ của anh, em muốn tất cả của em đều thuộc về anh. Nếu Diệp Thần còn sống, em cảm thấy mình không trọn vẹn. Yên tâm, nếu ở nhà họ Diệp thì còn chưa có cơ hội ra tay với Diệp Trần. Giờ tên vô dụng này đã vào Đại Đạo Tông, lại có thể ra tay một cách đường đường chính chính rồi. À đúng rồi Tần Tiêu, 3 tháng sau ở Đại Đạo Tông có hội giao lưu luyện đan. Sư phụ em sẽ dẫn em đến Đại Đạo Tông. Đi đi, nếu có cơ hội giết chết tên vô dụng này thì tốt quá. Lúc đó anh có thể sắp xếp một chút. Cậu nghĩ tên lục huyền này làm thế nào vậy? Cơ Phù Giao và Diệp Thần đều không muốn rời khỏi Thanh Huyền Phong. Có thể thấy, họ thật lòng rất kính trọng lục huyền. Không giống như giả vờ. Chỉ là tên lục huyền này lại được thêm một đệ tử miễn phí. Hắn có đức hạnh gì chứ? Điều không thể chấp nhận nhất là lại để Cơ Phù Giao tự nguyện nấu cơm cho hắn. Thôi, hai đệ tử của lục huyền này, e rằng các người không thể ghen tị được đâu. Nếu ta đoán không lầm, lục huyền, Cơ Phù Giao và Diệp Thần đều có chút liên quan đến Phù Giao Hoàng Triều. Họ không muốn rời xa lục huyền cũng là điều dễ hiểu. Ta nhớ, khi xưa Thanh Huyền Thánh Nhân nhận lục huyền về, lục huyền là một đứa trẻ mồ côi, sao lại liên quan đến Phủ Giao Hoàng Triều chứ? Dù sao cũng là chuyện 3.000 năm trước rồi, quá xa xưa. Giờ nghĩ lại, khi Cơ Phủ Giao vào Tông, e rằng đã định sẵn sẽ gia nhập Thanh Huyền Phong rồi. Chuyện này không thể cưỡng cầu được. Lão Tổ, 3 tháng sau là hội giao lưu luyện đan. Lúc đó, nhiều thế lực luyện đan lớn ở Nam Hoàng sẽ đến. Tên lục huyền này chắc chắn sẽ bị chế giễu một phen nữa. Công Nguyệt Phương, lần này nhiều môn phái có truyền thừa thân hậu ở Nam Hoang đều sẽ đến đây. Chúng ta là chủ nhà không thể thất lễ. Ngươi và tông chủ hai người sắp xếp chủ đáo trước. Tuân lệnh. Đại đệ tử Cơ Phù Giao của chủ nhân tăng tu vi, bắt đầu đồng bộ. Đại đệ tử của chủ nhân có chút lĩnh ngộ về đại đạo, bắt đầu đồng bộ. Nhị đệ tử Diệp Thần của chủ nhân có chút lĩnh ngộ về linh thảo, đang đồng bộ. Cuộc sống nằm bẹp này đúng là quá sướng. Thật không có ý tứ quá. Ha 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 ha. Lục Huyền, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ôi trời ơi, dọa chết bảo bối rồi. Chuyện gì vậy? Hoảng hốt thế. 3 tháng sau, Đại Đạo Tông ta sẽ tổ chức hội giao lưu luyện đan. Lúc đó Thái Thượng Huyền Tông, Diêu Gia, Đan Hương Tông và các thế lực lớn đều sẽ đến Đại Đạo Tông ta. Khi hội giao lưu luyện đan diễn ra, ta hy vọng ngươi đừng chạy lung tung, hãy ngoan ngoãn ở lại Thanh Huyền Phong. Hội giao lưu luyện đan. Không tệ, hội giao lưu luyện đan này cứ 100 năm một lần. Giờ đến lượt Đại Đạo Tông ta rồi, người biết ta đang nói gì chứ?
Lúc đó ngươi đừng có đi lông bông trong tông môn. Cái này làm như ta là tai họa vậy. Bảo bối này rất ngoan mà. Tông chủ, ta biết rồi. Nhưng mà, ta cũng có chuyện về Diệp Thần muốn nói với ngươi. Liên quan đến Thái Thượng Huyền Tông, và cũng liên quan đến hội giao lưu luyện đan này đấy. Diệp Thần có thể có chuyện gì chứ? Chuyện là thế này. Thật sự có chuyện này sao? Chuyện này chúng ta sẽ chú ý. Ngươi lo cho bản thân mình đi. Cứ ở yên Thanh Tuyển Phong đừng ra ngoài là được. Được. Lần đầu tiên luyện loại đan này đã thành công rồi. Khoan đã, đây là đan hôn mê hay sáu đạo đan hôn mê vậy? Phải nói là tay nghề của ta hơi lỗi thời rồi. Thật xấu hổ, cái kiểu giả vờ này của ta đáng điểm 10. Nhưng mà thiên phú luyện đan của thằng nhỏ này quá kinh khủng rồi. Dược lão, con có thể bắt đầu thử. Luyện chế đan dược nhân cấp chưa? Không cần đâu, chúng ta bỏ qua nhân cấp luôn. Luyện chế thẳng đan dược ngọc cấp. Tại sao vậy à? Trình độ hiện tại của con đã cao hơn cả luyện đan sư nhân cấp thông thường rồi. Vậy sao à? Nhưng con thấy còn nhiều chỗ chưa đủ lắm. Thôi đừng có lải nhải nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ luyện chế Ninh Linh Đan, đan dược vô phẩm mộc cấp. Sư đệ, hôm nay sao đệ vui vẻ thế? Đại sư tỷ, bây giờ đệ đã là luyện đan sư ngọc cấp rồi. Ồ, mới có mấy ngày mà đệ đã bước vào luyện đan sư ngọc cấp rồi à? May mắn thôi ạ, đều nhờ sư phụ dạy dỗ tốt. Toàn nói bậy, ta còn không biết làm. Ta dạy được gì cho con chứ? Không tệ, không tệ, tiếp tục cố gắng nhé. Vâng ạ, à đúng rồi, sư phụ. Và luyện đan con cũng không quên tu luyện đâu. Sư phụ xem, giờ con đã gần huyền hoàng cảnh hậu kỳ rồi. Thấy con giỏi chưa? Vậy thì thế này nhé, ta đặt cho con một mục tiêu nhỏ. Trong vòng một tháng nâng tu vi lên huyền tông cảnh. Sư phụ, người làm khó con quá. Làm gì có dễ dàng vậy chứ? Con hỏi sư tỷ con xem. Lúc trước cô ấy chỉ mất một tháng từ huyền vương cảnh bước vào huyền tông cảnh trung kỳ đấy. Hi hi hi, sư phụ người xấu quá. Toàn cho sư đệ áp lực. Sư phụ yên tâm đi, một tháng con nhất định sẽ bước vào huyền tông cảnh. Sư phụ, vậy con cũng về tu luyện đây. Hai đệ tử này tu luyện đều quá chăm chỉ rồi, âm thầm cạnh tranh với nhau. Nhiệm vụ nuôi dưỡng đệ tử đã phát động. Trong nửa tháng, giúp đại đệ tử cơ phù giao đưa đạo linh hoạt bước vào nửa bước đại viên mãn. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng tương ứng. Đang nghĩ tặng gì cho phù giao thì nhiệm vụ này đến đúng lúc quá. Thời gian qua tặng cho Diệp Thần quá nhiều bảo vật rồi, làm sư phụ không thể thiên vị được. Lục Huyền làm sư phụ quá nhàn nhã rồi, chẳng cần quản gì cả, hai đệ tử đều biết mình phải làm gì. Nhìn vậy thì thực ra bái nhập dưới trướng huyền học, ngoài việc không có người chỉ bảo, cũng khá tự do đấy chứ. Đối với những thiên tài này, trừ khi gặp phải bình cảnh tu luyện, thực ra nhiều lúc họ không cần quá nhiều can thiệp. Cũng đúng, chỉ tiếc cho Lục Huyền. Hai đệ tử này đều là mầm non tốt. Các ngươi ghen tị không được đâu. Nhưng họ ở lại Thanh Tuyển Phong vẫn khiến mọi người khó chịu. Hội giao lưu luyện đan chuẩn bị thế nào rồi? Tiến hành theo kế hoạch, chắc không có vấn đề gì lớn. Việc này rất quan trọng, nhất định phải sắp xếp chu đáo, đừng để xảy ra sai sót là được. Cuối cùng đạo linh hỏa cũng bước vào nửa bước đại viên mãn rồi. Nữ đế bệ hạ, chúng ta đã đến Thương Châu và đã đến tổng bộ Tùy Tiên Lâu rồi. Tình hình thế nào? Bọn này có vẻ hơi phản bội rồi. Thân cầm tín vật của bệ hạ, họ thậm chí còn không thừa nhận, đòi người phải đích thân giáng lâm. Nữ đế bệ hạ, thân đề nghị trực tiếp điều động Long Vệ và nhà họ Diệp tiêu diệt Tùy Tiên Lâu. Kẻ vong ân bội nghĩa như vậy không đáng tồn tại. Xem ra ta phải đích thân đến Thương Châu một chuyến rồi. Nữ đế bệ hạ, thần lo lắng đến lúc đó dù người đích thân giáng lâm, họ cũng không chịu thần phục. Vậy thì Tùy Tiên Lâu không cần tồn tại nữa. Nữ đế bệ hạ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Trước hết hãy trở về Hắc Nham Sơn Mạch đã. Tuân lệnh. Lại phải xa sư phụ một thời gian nữa rồi. Lần này có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng đại đệ tử có thời hạn. Chúc mừng chủ nhân nhận được lượng lớn nền tảng tu vi. Chúc mừng chủ nhân nhận được Liệt Thiên Thương Linh 6 sao địa cấp. Chúc mừng chủ nhân nhận được Hỏa Chi Đạo Tắc. Chúc mừng chủ nhân nhận được 10 triệu linh thạch cực phẩm. Lúc này tu vi của Lục Huyền bắt đầu bùng nổ, trực tiếp bước vào bát trọng thiên giới. Thương tốt đây, không tệ không tệ. Hỏa Chi Đạo Tắc này sau khi dung hợp có tác dụng gì? Một khi có người dung hợp Hỏa Chi Đạo Tắc, đồng nghĩa với việc tương lai chắc chắn sẽ đột phá. Ghê gớm vậy sao? Hỏa Chi Đạo Tắc này cũng khá tốt đấy. Đồng tử, lần này phần thưởng của ngươi vừa vặn thích hợp. Gọi mẹ đi. Đồng tử, người ngửa ra rồi phải không? Mê 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 mê. Chạy mất dép. Phù Giao, lại đây nhanh. Sư phụ có đồ tốt này.
Phù Giao, sư phụ, cây thương này không tệ chứ? Đây là binh khí 6 sao địa cấp, là linh khí hệ hỏa, chủ sát phạt, rất thích hợp với con. Cơ Phù Giao vứt ve liệt thiên, lập tức linh hỏa kinh người, cộng hưởng với cơ thể cô. Đây đúng là được tạo ra dành riêng cho cô. Nhận lấy đi, trong liệt thiên này có phong ấn nhiều tầng. Nó sẽ từ từ mở phong ấn theo tu vi của con. Nhưng để phòng ngừa tình huống bất ngờ, con có thể cưỡng chế mở tầng phong ấn tiếp theo. Đa tạ sư phụ. Để sư phụ cho con xem một bảo bối nữa. Sư phụ, đây chẳng lẽ là hỏa chi đạo tắc truyền thuyết? Không sai, chính là nó. Đây là vật trong truyền thuyết đấy. Một khi dung hợp luyện hóa, chắc chắn sẽ đột phá. Và nếu đại đế luyện hóa vật này, có lẽ có cơ hội chạm đến cảnh giới trên đế cảnh. Sư phụ, cái này quý giá quá à. Chỉ là hỏa chi đạo tắc thôi mà. Con cứ lấy đi dùng đi. Sư phụ ở đây có nhiều đồ tốt lắm. Có thêm vật này hỗ trợ, tốc độ tu luyện của con sẽ nhanh hơn. Vậy thì tốt quá, cảm ơn sư phụ. Con nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Nhưng phải là con cố gắng tu luyện chứ, không thì ta làm sao nằm bẹp được. Sư phụ, con lại phải xa người một thời gian nữa rồi. Con cần xử lý một số việc của Phục Yêu Hoàng Triều, cái gọi là Túy Tiên Lâu của con ấy. Bây giờ thái độ thế nào? Thanh Yên họ đã đến Túy Tiên Lâu, thái độ rất không rõ ràng. Nếu bọn họ dám phản bội, tiêu diệt luôn, không cần nhân từ. Yên tâm đi sư phụ, con biết cách xử lý. Cơ Phù Giao liên tiếp nhìn Lục Huyền hồi lâu, cuối cùng vẫn đạp không mà đi, rời khỏi Thanh Huyền Phong. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng nhị đệ tử có thời hạn. Nhị đệ tử Diệp Thần. Cảnh giới, truyền tông cảnh sơ kỳ, công pháp, Hoang Thiên Quyết. Tạo nghệ luyện đan, huyền giai, bảo vật luyện đan sư, đại đao tỏa. Hôn Thiên Hồng Lâu, cổ long u hỏa. Không tệ, chỉ trong một tháng, Diệp Thần không chỉ bước vào hàng ngũ luyện đan sư huyền cấp, mà còn đột phá đến huyền tông cảnh. Chúc mừng chủ nhân nhận được lượng lớn nền tảng tu vi. Chúc mừng chủ nhân nhận được ký ức đan đế 5 sao. Chúc mừng chủ nhân nhận được nửa trụ thượng cổ đại dương. Chúc mừng chủ nhân nhận thêm một góc chí cường đại đế trận văn. Chỉ còn một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới huyền thánh. Cảm giác này thật tuyệt. Hey hey, đồng tử, một góc chí cường đại đế trận văn là gì vậy? Chủ nhân, đây là phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ phụ. Chủ nhân có thể luyện hóa nó. Như vậy, chủ nhân chỉ cần biết điểm đến ở Nam Hoang là có thể vượt qua hư không, trong chớp mắt đến được nơi mục tiêu. Cái này tuyệt quá, Nam Hoang rộng lớn, ta muốn đi đâu thì đi. Đồng tử, làm tốt lắm. Biết nói thì nói nhiều vào, đem hết những từ khen ngợi học được trong 9 năm giáo dục bắt buộc ra dùng đi. Diệp Thần, con đã bước vào hàng ngũ luyện đan sư huyền cấp rồi. Nỗ lực của con trong thời gian qua ta đều thấy cả. Con có thích luyện đan không? Sư phụ, con thích luyện đan, nhưng con cũng không muốn bỏ tu luyện võ đạo. Tương lai con có muốn đột phá bằng đan đạo không? Sư phụ, con muốn, nhưng con có thể làm được không? Lục Phong Chủ, chẳng lẽ ngài có phương pháp đột phá bằng đan dược? Sư phụ, đây là ký ức của đan đế 5 sao. Lúc này Diệp Thần và Dược Lão đều trợn tròn mắt. Họ chưa từng thấy vật quý giá như vậy. Trong lòng vô cùng chấn động. Lục Phong Chủ, tôi có thể xem ký ức của đan đế 5 sao này không? Tôi có thể trả bất cứ giá nào. Chỉ là ký ức đan đế 5 sao thôi mà, có phải thứ quý giá gì đâu. Ông là sư phụ về đan đạo của Diệp Thần, cũng là người thân của Diệp Thần, đương nhiên có thể xem. Đó là kỹ nghệ của đan đế 5 sao đấy. Trước mặt hắn lại trở nên rẻ mạt như vậy. Lục Huyền này là cao nhân cỡ nào vậy? Lục Phong Chủ, cảm ơn ngài, không biết nói gì hơn. Cảm ơn sư phụ. Còn 2 tháng nữa là đến hội giao lưu luyện đan. Con chuẩn bị cho tốt. Vậy phiền Dược Lão rồi. Không dám, không dám. Cứ giao hết cho tôi. Nữ đế bệ hạ, thái độ của Túy Tiên Lâu thật đáng thất vọng. Dù thần đã đưa ra tính vật của người, lâu chủ Túy Tiên Lâu vẫn nói không tin người đã trở về. Đó chỉ là cái cớ của bọn chúng thôi. Ta thấy Túy Tiên Lâu giờ phát triển rất tốt ở Thương Châu, lại có quan hệ với nhiều thế lực lớn ở Thương Châu. Chúng không muốn quay về dưới trướng Phủ Giao Hoàng Triều của ta nữa. Hiện giờ ai phụ trách Túy Tiên Lâu? Vị tướng trấn Bắc ngày xưa của Hoàng Triều, Ngụy Diên. Nữ đế bệ hạ, ta sớm đã thấy Ngụy Diên, kẻ này có ý đồ phản bội, sau này chắc chắn sẽ phản. Giờ của nhiên như vậy, có lẽ bây giờ vẫn còn hơi sớm. Tên Ngụy Diên chết tiệt, lúc đó đã lấy đi phần lớn tài nguyên tu luyện của Phù Giao Hoàng Triều ta, đó trở thành vốn liếng để chúng vươn lên ở Thương Châu. Và giờ khi đã vươn lên, chúng bắt đầu phản bội. Đợi ta bước vào huyền thánh cảnh, sẽ đến Túy Tiên Lâu một chuyến. Nữ đế bệ hạ nói đúng, chúng ta không thể hành động khinh suất, mọi việc cần tính toán kỹ lưỡng. Vài năm nữa, khi nữ đế bệ hạ bước vào huyền thánh cảnh, hãy đến Thương Châu. Không cần lâu như vậy, 2 tháng là đủ. 2 tháng, từ huyền tôn cảnh tam trọng bước vào huyền thánh cảnh, làm sao có thể? Cơ Phù Giao chỉ khẽ động, đưa bàn tay ngọc ra, chỉ thấy một đạo hỏa chi pháp tắc hiện ra trên lòng bàn tay cô. Mọi người nhìn đạo linh hồn kinh khủng này, đều cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nữ đế bệ hạ, đây là hỏa chi đạo tắc sư phụ tặng cho con. Lục Huyền, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi có ý gì đây? Thái độ gì vậy?
Định đánh nhau với ta à? Một tên gà con như người cũng đòi ta ra tay sao? Mẹ kiếp, câu này ta nghe thấy rất khó chịu. Đến đây, thử xem nào. Nếu ngươi thua, đừng có khóc nhè. Đòi về nhà tìm mẹ đấy. Thôi đừng lải nhải nữa. Ta đang nói chuyện nghiêm túc đây. Đây mới là thái độ bàn bạc đúng đắn. Có chuyện gì ngươi nói đi. Vài ngày nữa là hội giao lưu luyện đan. Ngươi phải ngoan ngoãn ở lại Thanh Tuyển Phong. Đừng ra ngoài, đừng gây chuyện cho ta. Ngươi hiểu cái gì mà hiểu? Thật thà như vậy, trông có giống người sẽ gây chuyện không? Ta sẽ kiện ngươi tội phỉ báng. Dù sao ta cũng đã dặn dò ngươi rồi. Ngươi tự xem xét đi, ta còn một đống việc phải xử lý. Không như ngươi, ăn no rồi lại lười biếng, lười phí thời gian với ngươi. Ta đi đây, tự lo cho mình đi. Trực, chán quá. Nhiệm vụ nuôi dưỡng đệ tử có thời hạn đã phát động. Để nhị đệ tử tại hội giao lưu luyện đan giành được hạng nhất trong cuộc thi luyện đan thế hệ trẻ. Hê hê, tông chủ, xin lỗi nhé. Cuộc thi luyện đan này bắt buộc phải tham gia rồi. Đây là đạo hữu của Nguyệt Phương của Đan Hương Tông. Lâu rồi không gặp. Đạo hữu Đan Hương Tông, từ xa đến đây, thất lễ rồi. Xin mời theo ta. Không hổ danh là thế lực lớn. Mấy ngày tới sẽ náo nhiệt đây. Diệp thần, lần hội giao lưu luyện đan này, sư phụ có một yêu cầu nhỏ. Sư phụ, người nói đi ạ. Trong cuộc thi luyện đan thế hệ trẻ, con phải giành hạng nhất đấy. Lục phong chủ, nếu muốn giành hạng nhất, e rằng hơi khó. Tại sao vậy? Lục phong chủ, lần hội giao lưu luyện đan này, trong thế hệ trẻ có lẽ sẽ có luyện đan sư đề cấp. Hiện giờ Diệp thần chỉ là luyện đan sư vương cấp, còn khoảng cách khá lớn. Luyện đan sư đề cấp cũng tham gia sao? Sao lại không công bằng vậy? Trong giới luyện đan chúng ta, vì luyện đan sư đột phá một cấp thường cần 10 năm đến 100 năm. Nên trong hội giao lưu luyện đan này, chúng ta nới lỏng quy định về tuổi của luyện đan sư. Chỉ cần dưới 300 tuổi đều có thể tham gia. Luyện đan sư 300 tuổi, thế này mà cũng gọi là thế hệ trẻ sao? Diệp thần chỉ trong 3 tháng đã bước vào hàng ngũ luyện đan sư vương cấp, đã là chuyện kinh thiên động địa rồi. Nếu còn có thời gian, có lẽ Diệp thần thật sự có thể bước vào hàng ngũ luyện đan sư địa cấp. Như vậy, có thể cậu ấy sẽ giành được hạng nhất. Sư phụ, con nhất định sẽ giành hạng nhất. Người đã cho con nhiều cơ duyên luyện đan như vậy, nếu thế này mà con vẫn không giành được hạng nhất, thì con chẳng phải là kẻ vô dụng sao? Sư phụ, 7 năm qua, con luôn bị coi là kẻ vô dụng. Giờ có cơ hội như vậy trước mắt, làm sao con có thể không chứng minh bản thân? Lần hội giao lưu luyện đan này, không chỉ để chứng minh cho con, mà còn để chứng minh cho sư phụ nữa. Ha 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 ha. Tốt, tốt, tốt. Không hổ là đệ tử của ta Lục Tuần. Tuổi trẻ phải có nhiệt huyết bất bại của tuổi trẻ chứ. Lục phong chủ, còn mấy ngày nữa, lão phu nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Diệp thần, có lẽ chúng ta thật sự có thể tạo ra kỳ tích. Cứ cố gắng hết sức là được. Lục phong chủ, ngài nghĩ luyện đan là gì? Đại đạo đầu nguồn, đạo pháp tự nhiên, vạn sự vạn vật đều như luyện đan, mà luyện đan cũng như vạn sự vạn vật. Nấu ăn như luyện đan, thực phẩm như linh thảo, trò sát như đan lô. Sư phụ nói đúng, món ăn chẳng phải là được luyện chế ra sao? Hãy mở rộng tư duy, mở rộng trí tưởng tượng. Nhìn luyện đan không phải là luyện đan, con mới có thể lĩnh ngộ được một số điều khác biệt. Xin chỉ giáo. Tu luyện như luyện đan, lấy thân thể làm đan lô, lực lượng thiên địa làm linh hồn, ngưng tụ tinh hoa linh lực, nâng cao nền tảng tu vi đan điền, đây chẳng phải cũng là luyện đan sao? Lục phong chủ nghĩ cảnh giới tối cao của luyện đan là gì? Con nghĩ là gì? Luyện chế một viên đan dược vô thượng, trên đó khắc 10 đạo đan vân, dẫn động lôi đình thiên địa, tất cả tinh hoa linh thảo không bị lãng phí, thành tựu đan dược hoàn hảo. Dược lão, hãy mở rộng tầm nhìn. Ông vẫn đang ở tầng thứ nhất của luyện đan. Thiên địa làm đan lô, tạo hóa làm lò lửa, âm dương làm than, vạn vật làm nguyên liệu. Thiên địa làm đan lô, tạo hóa làm lò lửa, âm dương làm than, vạn vật làm nguyên liệu. Thật là một ý tưởng vĩ đại. Lời sư phụ nói, ý cảnh đã vượt qua đan đế năm sao, không biết kỹ nghệ cao đến đâu nữa. Lục phong chủ, có lẽ chỉ có bậc trí cường như ngài mới có thể có tầm nhìn và tư duy như vậy. Tôi tuy chưa đạt tới cảnh giới đế, nhưng lại có tầm nhìn hẹp hòi như anh ngồi đáy giếng. Hôm nay nghe được lời Lục phong chủ, mới biết mình trong luyện đan chỉ là một học trò, hay nói cách khác chỉ là một luyện đan sư sơ cấp, mới chỉ bước qua ngưỡng cửa của luyện đan mà thôi. Nên ta luôn nói, hãy mở rộng tầm nhìn. Cảnh giới tối cao của luyện đan có thể lấy tinh không làm lò, lấy đại đạo làm linh thảo, lấy dòng chảy thời gian làm linh hồn, luyện chế chư thiên. Không hổ là sư phụ, một người đàn ông như thần thánh. Lục phong chủ, đây chính là cảnh giới tối cao của luyện đan sao? Con đường tu luyện, đạo luyện đan, làm gì có cảnh giới tối cao? Chí cường giả chính là cảnh giới tối cao. Cái gọi là chí cường, bất quá chỉ là một con đường mà thôi. Lời của Lục Huyền đánh thẳng vào tâm khảm Dược Lão và Diệp Thần.
khiến họ vô cùng chấn động, không thể hoàn hồn trong một lúc lâu. Sự hiểu biết của Lục Huyền về đan đạo đã vượt xa nhận thức của họ. Lục phong chủ, chẳng lẽ ngài đã vượt qua cảnh giới đấy rồi sao? Mẹ kiếp, chỉ nói đại khái thôi mà. Đây gọi là trợ giúp đấy. Sư phụ, con đã ghi nhớ hết lời người nói rồi. Con cảm thấy trong đó chứa đựng đạo lý vô cùng sâu sắc. Nếu con ngộ ra được, luyện đan sư thiên cấp cũng chẳng là gì. Có cần phải thế không, sư phụ? Vừa rồi được người chỉ điểm, con hứa với người, con nhất định sẽ giành hạng nhất trong hội giao lưu luyện đan. Được rồi, con cố gắng lên, sư phụ tin tưởng con. An! Sư phụ, cảm ơn người. Trong 3 tháng, nữ đế thật sự đã từ huyền tôn cảnh tam trọng bước vào huyền thánh cảnh. Thật đáng sợ. Chúc mừng nữ đế bệ hạ tu vi tinh tiến, minh hòa đại thành. Đã đến lúc đến Thủy Tiên Lâu ở Thương Châu rồi. Nữ đế bệ hạ có muốn truyền âm cho nhà họ Diệp không? Nếu bùng nổ chiến đấu, có thể để nhà họ Diệp chuẩn bị trước. Để nhà họ Diệp cũng đến Thương Châu, chờ lệnh trong bóng tối đi, tuân lệnh. Đại đệ tử Cơ Phù Giao của chủ nhân đột phá huyền thánh cảnh, đang đồng bộ tu vi. Đại đệ tử Cơ Phù Giao của chủ nhân, đạo hòa bước vào đại viên mãn, đang đồng bộ lĩnh ngộ. Không hổ danh là đại đệ tử yêu quý của ta. Bây giờ hai đệ tử Nam Không cũng nhận được nhiều phản hồi như vậy, nếu nhận thêm vài người nữa, chẳng phải lên trời rồi sao? Hệ thống, khi nào nhận đệ tử thứ ba? Chưa nhận được thông báo nhiệm vụ. Vậy thôi, sư phụ. Sư phụ, sao thế? Gọi hồn à, sao hấp tấp thế? Sư phụ, con thành công rồi, con thành công rồi. Lục phong chủ, thật may mắn. Diệt thần đã thành công luyện chế ra một viên đan dược địa cấp nhất phẩm. Quy nguyên đan. Được đấy, chàng trai. Không tệ, không tệ. Sư phụ, lý thuyết luyện đan của người quá tiên tiến. Con cảm thấy tư duy của mình giờ đã phát tán, như thiên mã hành không. Nhìn luyện đan không phải là luyện đan, còn 2 ngày nữa là đến hội giao lưu luyện đan. Tiếp tục cố gắng. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ không làm người thất vọng. Bách Lý đạo hữu, lâu rồi không gặp. Cổ Nguyệt Phương đạo hữu, khí sắc không tệ đấy. Bách Lý đạo hữu, thời gian trôi nhanh, đã 100 năm không gặp rồi. Đúng vậy, Đan Hương Tử đạo hữu, thời gian như tên, như bạch câu qua khe, trong chớp mắt. 100 năm đã qua, là lão cổ chấp Thương Lâm đến rồi. Chuyến đi vượt hư không này cũng hơi mệt mỏi. Thương Lâm tiền bối, xin mời theo tôi. Chúng tôi đã sắp xếp chỗ ở cho ngài và các thiên tài quả Thương Mộc học cung rồi. Thương Lâm đạo hữu vẫn vậy. Đây là hội nghị giữa các luyện đan sư thiên cấp. Thái độ của Thương Lâm đạo hữu đôi khi khiến người ta hơi mất hứng. Lão già này lần nào cũng để người khác luận đạo, còn mình thì không chia sẻ, thật sự hơi ích kỷ. Thương Lâm này tính cách khắc nghiệt, nghe nói quản lý đệ tử cực kỳ nghiêm ngặt, đều luyện điên cả rồi. Mấy đệ tử thiên tài ở Luân Trung, Thương Mộc học cung đúng là bá chủ không ai bằng. Mà Thương Lâm lại là luyện đan sư nổi tiếng lâu đời của Thương Mộc học cung. Người cầu xin Thương Lâm luyện đan nhiều vô kể, ai dám chê bai Thương Lâm chứ? Hy vọng lần luận đạo này, Thương Lâm đạo hữu có thể đưa ra một số lĩnh ngộ thật sự, chia sẻ một chút. Đừng chỉ ăn không lĩnh ngộ luyện đan của chúng ta. Là Vân Dương Đan Thành đến rồi. Các vị đạo hữu, lâu rồi không gặp. May mà tên Diệt Thần đáng ghét kia không có ở đây. Nếu phải hít thở cùng bầu không khí với hắn, thật là quế cho ta. Đây chắc chắn là Liễu Như Yên rồi. Tốt nhất đừng để Lục Huyền và Diệp Thần xuất hiện, tránh xảy ra mâu thuẫn nữa. Vân Dương đạo hữu, Đan Hương Tử đạo hữu, Bách Lý đạo hữu, tôi sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị ngay. Còn 2 ngày nữa là đến hội giao lưu luyện đan, các vị có thể nghỉ ngơi một chút. Nếu có yêu cầu gì, các vị cứ nêu ra, cứ để Cổ Nguyệt Phương đạo hữu sắp xếp là được. Hy vọng chỗ ở của Thái Thượng Huyền Tông cách xa Thanh Huyền Phong một chút. Vừa nhắc đến Thanh Huyền Phong, họ đều nghĩ đến Lục Huyền. Dù sao Lục Huyền có thể nói là một kỳ hoa của Đại Đạo Tông. Một kẻ vô dụng luyện khí thất trọng lại làm phong chủ Thanh Huyền Phong, đã làm được 7 năm. Trong mắt các thế lực bá chủ Nam Hoang, quá sức ly kỳ. Đúng vậy, tôi nhớ theo quy định của Đại Đạo Tông, trong vòng 7 năm không thu nhận được đệ tử, sẽ bị đuổi khỏi Đại Đạo Tông. Lục Huyền chắc không thu nhận được đệ tử. Trước tiệt, con Liễu Như Yên này sao cứ đụng chạm vậy? Tông chủ quyết định cho Lục Huyền một số đặc quyền, dù không thu nhận được đệ tử, cũng có thể ở lại Đại Đạo Tông. Lục Huyền không phải đã nhận Diệp Thần của nhà họ Diệp làm đệ tử rồi sao? Mẹ kiếp, tên Lục Huyền này lại nhận đệ tử rồi à? Hắn chỉ là luyện khí, làm sao dạy đệ tử được? Sao lại có người ngu ngốc làm đệ tử của Lục Huyền chứ? Như Yên, đừng nói nhiều nữa, hừ. Cổ Nguyệt Phương đạo hữu, có thể nói rõ chuyện này không? Tôi cũng không rõ lắm. Tiểu hữu, ngươi biết chuyện này thế nào? Năm đó, lão tổ nhà tôi và lão tổ nhà họ Diệp trong nghịch cảnh, có chút duyên phận, nên đã đặt hôn ước cho tôi và Diệp Thần. Nhưng từ nhỏ tôi đã không thích Diệp Thần. Diệp Thần luôn bám giết lấy tôi. Chúng ta chờ ngươi nói tiếp. Sau đó thế tử Tần Tiêu của thượng cổ Tần gia và tôi hai tình tương duyệt. Một thời gian trước tôi đã hủy hôn với nhà họ Diệp. Ai ngờ tên Diệp Thần này trong cơn tức giận lại đi bái Lục Huyền làm sư.
Vân Dương đạo hữu, đây là đệ tử của ngươi sao? Ngươi là nữ tử mà nói năng bừa bãi. Chẳng lẽ tưởng ta không biết sự thật? Ta, cầu Nguyệt Phương đạo hữu thôi, chuyện này đến đây là hết. Xin lỗi mọi người, vừa rồi tôi đã thất thố. Mời các vị theo tôi đến linh phòng nghỉ ngơi. Sau này không được nhắc đến chuyện này nữa. Đa tạ, đa tạ.